chương 3200, nguyên lai like người cũng thế. Một, trong nháy mắt, sắc mặt hai người đều trở nên nghiêm nghị. Lực lượng của đối phương, không kém mình, lang hàn chấn kinh, quả nhiên, không phải chỉ có một mình hắn có thể vượt qua hai cảnh giới chiến đấu, mông đông này yêu nghiệt còn trên nữ hoàng, bởi vì nữ hoàng cũng không cách nào vượt qua hai cảnh giới chiến đấu. Hắn nhưng lại không biết, mông đông so với hắn càng thêm chấn kinh, bởi vì mông đông là nhị bộ đỉnh phong. Mặc dù một kích này hai người khó phân cao thấp, nhưng một cái là nhị bộ sơ kỳ, một cái lại là nhị bộ đỉnh phong, cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Có ý tứ, mông đông nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt có chiến ý cháy hừng hực, hắn biết mình thua Lăng Hàn một bậc, nhưng không có nhục trí, bởi vì thiên tôn so đấu không phải tu vi cùng lực lượng thuần túy, còn phải xem nắm giữ bí pháp cùng ký hiệu. Bởi vậy, chớ nhìn hiện tại hắn cùng Lăng Hàn lực lượng tương đương, nhưng toàn lực ứng phó, tranh lệch lại đột nhiên kéo ra. Hắn thiên tính quả quyết, lập tức vận chuyển thiên tôn ký hiệu, đồng thời cũng vận chuyển bí pháp trong một tiếng gầm nhẹ hắn hít vào một hơi thật dài chỉ thấy bí lực giữa thiên địa bị hắn điều động sau đó phun mạnh ra hiu 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 chỉ thấy vô số binh khí từ trong miệng của hắn phun ra đánh về phía lăng hàn hóa lăng hàn lập tức đen mặt hắn mặc kệ đây có phải là mông đông cố ý hay không nhưng người đây là phun nước miếng ta sao chiến đấu liền chiến đấu người phun nước miếng như vậy coi được không hỗn đản lăng hàn nổi giận gầm lên một tiếng hắn vọt về phía mông đông, đấm ra một quyền, nộ quyền đã vung ra, cũng thêm thập tứ phủ, lực lượng tăng lên 29 lần. Bành 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 bành, vô số binh khí đều bị lăng hàn xua nát, cho thấy vô địch chi tư. Mông đông không khỏi chấn kinh, chiến lược này thật sự là bá đạo hung mãnh, ngay cả hắn cũng phải nhượng bộ lui binh. Hắn rất quả quyết, thân hình lập tức lui về phía sau, không cùng lăng hàn trọi cứng, nhưng trong miệng vẫn nôn không ngừng, cái gì kim kiếm ngân thương, trường kích đoản đao. Loạn oanh về phía lăng hàn, cầm nước bọt làm người buồn nôn, chưa thấy qua vô lại như ngươi. lang Hàn cả giận nói, lời này vừa ra, mông đông cũng đen mặt, cái gì gọi là cầm nước bọt làm người buồn nôn, đây là thiên tôn pháp của hắn, tên là Vạn Binh Quyết, là tuyệt chiêu chính hắn ngộ ra, không cần dùng hai tay, hai chân liền có thể thi triển, có thể nói là vô cùng thực dụng. Đương nhiên, nhả nhiều, khó tránh khỏi cũng sẽ có nước bọt đi theo ra, nhưng này mới bao nhiêu. Hơn nữa, một cọng lông trên người thiên tôn cũng là bảo vật, nước bọt càng đại bổ mùi thơm ngát giống như đại dược làm sao tồn tại buồn nôn mà nói ghê tởm hắn cũng nổi giận nhổ nước miếng không nôn binh khí càng thêm lợi hại mông đông cực kỳ cường thế hắn có dạng này vốn liếng nhị bộ liền có được thực lực địch nổi tứ bộ phóng nhãn toàn bộ nguyên thế giới dạng thiên tài này có thể có mấy cái ngay cả lâm u liên tân khí hổ ngô hạo dương năm đó lại có thực lực như vậy sao dạng thiên tài này vốn hẳn nên vang danh thiên hạ mới đúng nhưng mà hắn thật giống như đột nhiên từ trong khe đá nào đó chui ra không người nào biết lai lịch của hắn chỉ biết gọi là mông đông có lẽ mông đông cũng không phải tên thật của hắn nhưng đối mặt lăng hàn hắn lại rơi vào hạ phong bị nộ quyền của lăng hàn đánh cho liên tục rút lui giết hắn gầm thét trong miệng không ngừng phun ra các loại binh khí cái này cực kỳ đáng sợ ngay cả tam bộ thiên tôn cũng có thể miểu sát nhưng lăng hàn chỉ là một quyền liền oanh tới binh khí đạp nát hắn tế ra bảo khí chính là một chiếc gương cổ bảy ký hiệu nhảy lên, phát ra quang mang rực mắt. Lăng Hàn không khỏi nhắm mắt lại, quang mang này đối với mắt thường có tính phá hư rất cường đại, mạnh như hắn cũng không thể nhìn thẳng. Thừa cơ hội này, Mông Đông giết tới, một trường vỗ tới đỉnh đầu Lăng Hàn, hỗn độn khí rủ xuống như một ma thần. Thiên Tôn bảo khí này cũng không phải dễ khí, mà là loại hình phụ trợ, cho thấy Mông Đông đối với thực lực bản thân có lòng tin cường đại đến cỡ nào. Thiên Tôn bảo khí, phụ trợ liền có thể thực lực của bản thân hắn có thể nghiền ép hết thảy. Lăng Hàn thét dài một tiếng, cũng không tế ra tiên ma kiếm, chỉ vung quyền mãnh kích. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn dùng nộ quyền chiến lực còn muốn trên sử dụng tiên ma kiếm, bởi vì hắn dùng tiên ma kiếm cũng chỉ có thể dùng lực mãnh chém, nhưng nộ quyền lại là hắn tu ra bí thuật, đối với chiến lực tăng lên biên độ lớn hơn. Ở dưới đạo sĩ quang kia chiếu rọi, hắn thực sự cái gì cũng nhìn không thấy. Cái này không chỉ để cặp mắt của hắn không cách nào mở ra, ngay cả thần trí của hắn cũng bị che đậy, nếu không có hiệu quả như vậy, cái bảo khí phụ trợ này cũng quá vô dụng. Hắn toàn bằng bản năng chiến đấu vùng ra nắm nắm, làn da có thể cảm ứng được kình phong, ý thức nguy cơ để hắn làm ra phản ứng cực kỳ hợp lý. Bang, 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 hai người kịch liệt đối oanh, chiêu chiêu đều dùng hết toàn lực, muốn oanh bại đối phương. Chu Vi, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem, tâm tình của bọn hắn vô cùng phức tạp, đã hy vọng mông đông bại một trận, nhưng nếu như mông đông bại cái kia ý nghĩa trình độ lăng hàn yêu nghiệt còn muốn trên mông đông đây càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận nhưng mà vô luận tâm tình bọn hắn phức tạp làm sao đều khó có khả năng ảnh hưởng đến cục diện chiến đấu lăng hàn dần dần chiếm thượng phong xem ra ta đánh giá thấp ngươi mông đông nói trong hai mắt bốc lên tinh quang lăng hàn cười nhạt một tiếng ta lại đánh giá cao ngươi chỉ chút thực lực ấy cũng không xứng làm đối thủ của ta thật cuồng mông đông cười lạnh trên người hắn chấp động ký hiệu đột nhiên tiêu tán, thay vào đó, trong ngực có ba ký hiệu đồng thời sáng lên, lập tức để chiến lực của hắn bão táp. Oanh, hắn vỗ ra một trường, thiên địa run rẩy. Tổ hợp ký hiệu, lang Hàn thuận miệng nói, không tệ, có thể tăng chiến lực lên 32 lần. Mông Đông Ngạo nghẽ nói, lang Hàn cười ha ha một tiếng, không phải chỉ có người mới nắm giữ ký hiệu tổ hợp. Hắn cũng tản đi cửu phù đang vận chuyển, thay vào đó là tứ tượng phù, lực lượng đồng dạng bắt đầu bão táp. 39 lần, trước đó Mông Đông về mặt chiến lực liền hơi kém Lăng Hàn, hiện tại lực lượng lại xuất hiện khác biệt to lớn, tự nhiên càng không bằng Lăng Hàn. Chương 3201, nguyên lai like người cũng thế. Hai, hắn vốn chỉ hơi rơi xuống hạ phong, nhưng bây giờ lại ở vào thế yếu rõ ràng, ai cũng có thể nhìn ra được. Cứ theo đà này, Mông Đông phải thua. Không tệ, người thật đúng là không tệ, xem ra, đại chiêu của ta phải dùng ở trên người ngươi. Mông Đông cười to, hắn bỗng nhiên đưa tay phải bắt về phía Lăng Hàn, cái tay này phóng đại vô tận, phảng phất như hóa thành một mảnh thiên địa. Hủy diệt thiên nguyên, hắn thầm kêu, oanh, đại thủ đè xuống, tất cả mọi người ai cũng ở trong lòng dâng lên cảm giác đè nén vô tận, phảng phất như linh hồn cũng bị sinh sinh xé rách. Đây là pháp thuật gì, làm sao sẽ để cho thiên tôn cũng kiềm chế như thế? Lăng Hàn cũng có cảm giác khó chịu không cách nào hình dung, đầu muốn phá vỡ, nhưng lại một nháy mắt về sau, trong thân thể của hắn đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng tiêu trừ sạch sẽ cảm giác đè nén này. Hắn không kịp đi kỳ quái cỗ lực lượng này là thế nào đến, vội vàng vung ra một quyền, đón lấy bàn tay lớn kia. Banh, đại thủ này bị hắn một quyền oanh bạo, dứt bỏ loại cảm giác đè nén kia không nói, một chiêu này chỉ là rất mạnh, nhưng không phải mạnh ngoại hạng. Ừm, mông đông lộ ra vẻ khó tin, thậm chí dừng tay lại, hắn không thể nào tiếp thu được một kích này cuối cùng mình không công mà lui. Nhưng chỉ một nháy mắt sau, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like người cũng là, ngươi cũng là cái gì lang hàn kinh ngạc nói vì cái gì không nói cho hết lời mông đông gật gật đầu lại nói ha ha khó trách ngươi không biết bởi vì ngươi còn không có thức tỉnh không vội không vội chờ ngươi có một ngày minh bạch tự nhiên không cần ta giải thích gì cái này loạn thất bát tao chính là có ý tứ gì lang hàn nhướng mày nói rõ ràng một chút ha ha lần này coi như ta nhường ngươi tiểu đệ mông đông bỏ chiến trực tiếp quay đầu liền đi một bước chính là ngàn dặm, sau đó thanh âm của hắn mới chậm rãi nhẹ nhàng tới. Ta nhận thua, trước đó hắn nói đều là lấy thần thức truyền âm đến thức hải của Lăng Hàn, chỉ có ba chữ ta nhận thua cuối cùng này mới là trực tiếp mở miệng nói, truyền đến trong tai mỗi người. Mông Đông thua, mặc dù đám người đều có dự kiến, nhưng nghe Mông Đông chính miệng thừa nhận vẫn còn có chút kinh ngạc, bởi vì lấy tình trạng của hắn kỳ thật còn có thể trèo chống thời gian rất dài. Hơn nữa, một khi chống qua Lăng Hàn bộc phát, Ai biết chiến cuộc sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Nói không chừng thời điểm lại lấy ra một thiên tôn ký hiệu, chính là Mông Đông mạnh hơn thì sao? Lăng Hàn đứng trang nghiêm bất động, hắn đang suy tư lời của Mông Đông. Có ý tứ gì, nghe khẩu khí của hắn, hai người tựa hồ nhận biết là người một đường. Thế nhưng mà Lăng Hàn tuyệt không cho là hắn lúc nào gặp qua Mông Đông. Cổ quái, gần đây phát sinh sự tình đều rất cổ quái. Hắn không hiểu không khống chế được thần hồn của mình thế mà ở thời điểm đột phá nhị bộ tiến vào hư không còn gặp cuồng loạn hơn nữa hắn còn có được năng lực thôn vệ sinh mệnh tinh khí của thiên tôn tử vong vừa rồi càng là từ trong cơ thể sinh ra một loại lực lượng không hiểu thấu hắn không cách nào giải thích hết thảy nhưng tựa hồ có lẽ mông đông biết lang hàn cũng không có đuổi theo thực lực của đối phương không yếu hơn hắn bao nhiêu hắn ép hỏi không được mà hiển nhiên hiện tại mông đông cũng không có ý tứ chủ động nói cho hắn hắn xoay người đi về phía trang tất vẫn là trước thu lấy thiên tôn ký hiệu hắn thắng được đã. Mọi người thấy, ai cũng đỏ mắt, đây chính là 20 viên thiên tôn ký hiệu A, có ít người muốn xuất thủ, nhưng vẫn cưỡng ép nhịn xuống, không thể ở chỗ này phá hư quy củ, nếu không, về sau còn có người đánh cược sao. Lăng Hàn ngồi qua một bên, luyện hóa 20 viên thiên tôn ký hiệu, thời gian này nếu giải liền sẽ tiêu tán. Những người khác thì bắt đầu đánh cược, không có tên biến thái mông đông này, rốt cục không còn người nhiễu loạn. Đương nhiên, hiện tại Lăng Hàn thay vào đó, đoán chừng tuyệt không có một người nguyện ý cùng hắn đánh cược. Đã không người tái chiến, Lăng Hàn cũng chỉ đành bất đắc dĩ trở về. Vinh Dương đối với hắn biểu thị cực kỳ cảm tạ, giải quyết mối họa lớn mông đông, từ nay về sau, Vinh ra cùng Lăng Hàn, Lăng thành ân oán xóa bỏ. Lăng Hàn biết, đây là bởi vì tiềm lực của hắn đáng sợ, cho nên Vinh ra mới có thể cho hắn mặt mũi này. Đương nhiên, nếu không phải sau lưng của hắn có lâm ra duy trì, người ta khẳng định trực tiếp liền ấn chết hắn bởi vì hiện tại nhấn bất tử lại kiên kỵ thực lực tương lai của hắn vậy còn không bằng dàn xếp ổn thỏa hóa thù thành bạn lang hàn ngược lại không quan trọng dù sao hung thủ là cửu ngũ thiên tôn cùng vinh tân khoan đều đã bị chém vậy hóa thù thành bạn liền hóa thù thành bạn về sau còn có loại chuyện đánh cực này nhớ gọi ta lang hàn cười nói vinh dương không khỏi sắc mặt tối đen nếu thật mang lang hàn đi mấy lần hắn khẳng định sẽ bị người mắng chết giống như mông đông trước đó sẽ hại thảm bao nhiêu người Ha ha, nhất định, nhất định, hắn hùa theo nói, nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm, chuyện này tuyệt không thể mang theo Lăng Hàn tham dự. Lăng Hàn chưa từ bỏ ý định, có đôi khi ta có việc, để cho thê tử ta đi cũng được. Vinh Dương mặt càng đen hơn, hắn cũng không phải không cùng nữ hoàng giao thủ qua, mặc dù là nhị bộ, lại đủ để địch nổi tam bộ, đây cũng là một siêu cấp yêu nghiệt. Hắn giống như đưa ôn thần đưa tiến Lăng Hàn đi, dạng hố hàng này về sau vẫn là ít đến mới tốt. Cứ như vậy, Lăng Hàn về tới Lăng Thành hắn mặt ngoài nhìn qua cười tô tuét, nhưng lần này lại đạt được 20 viên thiên tôn ký hiệu, có thể nói là thu hoạch lớn, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn lại có một lo lắng ẩn tàng. Thân thể của hắn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện này, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Hắn bắt đầu bế quan, tiêu hóa 20 viên thiên tôn ký hiệu kia, nhưng sau khi luyện hóa liền phát hiện, trong đó có ba cái là lặp lại, bởi vậy hắn lập tức lấy ra, truyền lại cho nữ hoàng. Cứ như vậy, Hiện tại số lượng thiên tôn ký hiệu của hắn đạt đến 35 viên, nhưng ký hiệu mới được tất cả đều là cấp 9. Một đám quỷ hẹp hòi, bất quá, liều liều đánh đánh, thế mà để 5 viên ký hiệu tổ hợp trước đó khuếch trương đến 9 cái, chung một chỗ vận chuyển, lực lượng của hắn tăng phúc đạt đến 26 lần, cái này liền tiến vào cấp 7. Trường 3202, chữa trị thập tứ phù. Không tệ, rất không tệ, lang hàn gật đầu, ký hiệu cấp 9 cũng có chỗ tốt của ký hiệu cấp 9, cái kia chính là tất cả mọi người không quá coi trọng, lưu truyền phổ biến nhất, có thể trở thành ký hiệu tổ hợp thứ nhất bị hắn gom đủ. Ngẫm lại xem, chín cái liền có thể tăng lên 26 lần chiến lực, vậy 111 viên toàn bộ gom góp, lại có thể tăng lên gấp bao nhiêu lần? Một ngàn, một vạn, lang hàn không khỏi ước mơ, nhưng một ngày này không biết phải qua bao lâu mới có thể đến, người ta lại không ngốc, hắn đánh nhiều thắng nhiều, ai còn đến cùng hắn đánh cược. Khó trách nhiều người như vậy đi lên con đường giết người cướp của, cái này không cần giảng quy củ, đoạt được tất cả mà người khác tân tân khổ khổ lĩnh hội để cho bản thân sử dụng, đúng là con đường tăng lên mình nhanh nhất. Hiện tại ta có thể luyện hóa thiên tôn khác, tận đoạt tu vi cùng ký hiệu của đối phương, với ta mà nói là một mê hoặc lớn, để cho ta nhịn không được liền muốn đi đường tắt. Nhưng mà, dạng cường ép cướp đoạt tu vi người khác này, thật có thể để cho ta trèo lên đỉnh phong sao. Lăng Hàn cảm thấy cái này không quá ổn thỏa, cướp đoạt tới chung quy không bằng tự mình tu luyện ra, có lẽ nhất thời bán hội sẽ chỉ nhìn thấy tu vi cùng thực lực tăng vụt, nhưng lâu dài, căn cơ bất ổn, tai họa ngầm liền sẽ lộ ra ngoài. Vẫn là một bước một cái dấu chân A, hắn bỏ ra mấy vạn năm, hoàn tất nắm giữ thiên tôn ký hiệu mới được, hóa thành của mình, lúc này mới xuất quan. Ngoại giới, Vinh Gia đã cùng Lâm Gia kết thành đồng minh, mà ứng Gia còn không có định ra, bởi vì ứng Gia khẩu vị rất lớn, lại để cho Lâm Gia gả Minh Châu trong lòng bàn tay cho ứng Gia. Việc này, ngay cả Lâm Tiêu Dương cũng không làm chủ được, Lâm U Liên là được Lâm Lạc sủng ái nhất, nếu bản thân nàng không nguyện ý, ai dám buộc nàng. Tin tức truyền ra, tất cả mọi người nói ứng ra ra mặt dày. Lâm U Liên chính là thiên kiêu mạnh nhất vạn cổ, Giảo bước tiến lên lục bộ chỉ là vấn đề thời gian, mà tương lai cực hạn của nàng thậm chí có thể là thất bộ. Người một thế lực lục bộ, lại dám đánh chủ ý thất bộ tương lai. Ra mặt có dày không? Cho nên, cùng ứng ra liên minh liền một mực kéo lấy. Một phương diện khác, Lâm phiêu tuyết cùng Vinh Dương kết thành một đôi cũng chứng minh là tin đồn, Lâm Tiêu Dương là ai? Con trai của thất bộ, bản thân cũng là lục bộ, ánh mắt sẽ nhỏ hẹp như vậy, dùng nữ nhi của mình đi đổi lấy đồng minh sao? Bởi vì cái đồng minh này là lấy Lâm ra làm hạch tâm, lại thêm Lâm lạc là thất bộ, cho nên cái đồng minh này liền gọi Lâm Minh, nói ra, đám người Lâm Hàn cũng là một thành viên của Lâm Minh, chỉ là thực lực của bọn hắn liền lộ ra không có ý nghĩa. Thiên tôn còn vẫn lạc nhưng bởi vì hiện tại phần lớn thiên tôn đều ôm đoàn sưởi ấm, cho nên số lượng vẫn là cũng giảm bớt trên diện rộng, từng liên minh rất ít khai chiến, bởi vì một khi liều đến lưỡng bại câu thương, khả năng bị phe thứ ba thừa cơ diệt đi, vì người khác làm áo cưới. Cứ như vậy, thiên hạ lại có xu thế hướng tới Thái Bình. Thế đạo vốn là như vậy, loạn lại bình, bình lại loạn. Lang Hàn bắt đầu bế quan thời gian dài, dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, hắn một bên tu luyện, một bên thử nghiệm chữa trị thập tứ phù, cái này ở dưới trạng thái không trọn vẹn cũng có 29 lần tăng phúc, vậy một khi chữa trị hoàn toàn, cực có thể là ký hiệu cấp 6 thậm chí cấp 5. Hắn không ngừng câu thông thiên địa, rút ra năng lượng hư tử, tiến hành chữa trị thập tứ phù, tiến độ cực kỳ chậm chạp, nhưng đúng là đang tiến bộ. Thiên tôn ký hiệu ở trên quy tắc, vốn chính là thủ đoạn để thiên tôn câu thông lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, đương nhiên cũng có thể dùng lục đại lực lượng bản nguyên tiến hành chữa trị. Lăng Hàn không khỏi cảm khái, nếu hắn đạt tới thất bộ, một chiêu liền có thể đồng thời rút ra 6 nguyên tố, hiệu suất chữa trị thiên tôn ký hiệu khẳng định sẽ tăng vọt rất nhiều lần. 7 ức năm qua đi, cái ký hiệu này chữa trị đến một nửa, hiệu quả tăng phúc đạt đến 33 lần, lại 2 tỷ năm qua đi, chữa trị đến 3 phần tư, tăng phúc đạt đến 39 lần. Chỉ là như thế, cái này đã ngang bằng tứ tượng phù, mà cái này vẻn vẹn chỉ là một viên ký hiệu. Kinh người, lang hàn không khỏi chờ mong, nếu hắn dảo bước tiến lên tam bộ, có thể lại tự hành hiện ra một ký hiệu càng cường đại hơn hay không. Lại 4 tỷ năm qua đi, thập tứ phù cuối cùng hoàn toàn chữa trị, hiệu quả tăng phúc nhảy vào 47 lần. Đây là ký hiệu cấp 5, nếu như có thể nhiều thêm mấy cái ký hiệu cấp 5, tổ hợp lại có thể bộc phát ra hiệu quả kinh người cỡ nào. Thật muốn đi tìm thiên tôn cao dài đánh cược một cái A. Lăng Hàn cảm khái, nhưng hiện tại chiến lược của hắn miễn cưỡng có thể địch tứ bộ đỉnh phong, gặp được ngũ bộ tuyệt đối nghỉ cơm, vẫn là đừng đi tặng lễ hắn xuất quan, phát hiện hổ nữ đã đột phá đến tam bộ, mà nữ hoàng cũng luyện hóa ba thiên tôn ký hiệu mà hắn cho, mà càng làm cho hắn vui mừng chính là nữ nhi trở về. Nhanh như vậy, lúc trước hắn là bỏ ra một kỷ nguyên mới rút lấy lực lượng của 999 vị diện, đạt tới cực hạn, về sau đánh nát lực lượng hạch tâm, mới có thể tiến thêm một bước, thân thể hóa thành hình thức ban đầu của nguyên thế giới, mở ra một con đường rộng lớn hơn. Làm sao Lăng hi mới tu luyện chừng trăm ước năm liền đến cực hạn, thời điểm Lăng Hy còn không có xuất sinh, liền đã đạt được điều kiện tốt nhất trên đời. Cha mẹ của nàng đều là thiên tôn, điều kiện tiên thiên tuyệt hảo, nữ hoàng mang thai gần ức năm mới sinh ra, hấp thu đầy đủ lực lượng thiên tôn, xuất sinh chính là tiên vương, kinh người cỡ nào. Lăng Hàn lại mang tới một tiểu thế giới rót vào trong cơ thể nàng, chẳng những để nàng vì thời có thể bộc phát ra chiến lực chuẩn thiên tôn, hơn nữa còn có thể thời khắc phỏng đoán lực lượng bản nguyên của vị diện, lại như bức giường nào. Ở dưới điều kiện tốt như vậy, Lăng Hy thế mà chỉ dùng chừng trăm ức năm đã đến cực hạn. Lăng Hàn không thể tin được, nữ nhi bảo bối, người làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Hắn vội vàng hỏi, cha, nữ nhi quyết định không đi con đường của ngài cùng mẫu thân. Lăng Hy nói, mặc dù thanh âm nhu hòa, bình tĩnh, lại có một loại bướng bình ai cũng không cải biến được, điểm ấy rất giống Lăng Hàn. Trường 3203, Viễn Cổ Vị Diện Lăng Hàn thở dài, hắn chính là người như vậy, cho nên không có ý định khuyên, mà hỏi, vì sao, nữ nhi dự định hóa tiểu thế giới trong cơ thể thành một vị diện chân chính? Lăng Hy nói, nữ nhi có loại cảm giác, cái này càng mạnh hơn nữ nhi lấy mấy chục, trên trăm lực lượng vị diện. Lăng Hàn không nói, tự hỏi tính khả năng cùng tính phát triển. Sự thật chứng minh, giống như nữ hoàng trực tiếp rút ra lực lượng từng vị diện, lại dung hợp thành hạch tâm, cũng không mạnh giống Lăng Hàn, ở trong cơ thể ôn dưỡng ra từng lực lượng vị diện. Nhưng tình huống của Lăng Hàn quá đặc thù, người khác muốn đi cũng đi không được, sẽ chỉ làm mình hủy diệt. Nhưng mà, giống như Lăng Hi, ngay từ đầu liền cắm vào một tiểu thế giới, chậm rãi phát triển thành một vị diện, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này giống như cuồng loạn. Tiền đồ quang minh đến cỡ nào, vậy thì nhìn năng lực bản thân, có thể phát triển vị diện này đến mức nào. Cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng hay siêu cao đẳng, quan hệ này rất lớn, tương đương với ở lúc nhất bộ nắm giữ một lực lượng vị diện, hơn nữa còn có thể không ngừng trưởng thành, cực kỳ kinh người. Đương nhiên cái này không thể so sánh với lăng hàn, trong cơ thể hắn dựng dục là toàn bộ nguyên thế giới. Đúng là như thế, đường đi của lăng hàn cũng chậm không hợp thói thường, không biết phải bao lâu mới có thể tiến lên một bước, chỉ là hắn mỗi tiến lên một bước, chiến lược tăng lên cũng vô cùng khoa trương. Ách, không nói mình, nói nữ nhi, lăng hàn chậm rãi gật đầu, đường đều là tự mình lựa chọn, đã tuyển định, liền phải kiên định không thay đổi đi xuống. Nữ nhi biết, lăng hy gật đầu, sau đó có chút dừng lại, lại nói đúng rồi phụ thân có người nữ nhi muốn cho ngươi xem một chút lang hàn ngắm nữ nhi một chút trong lòng không khỏi giật mình dựa vào trong khóe mắt của nữ nhi đều mang theo từng tia từng tia tình ý không tốt nữ nhi bị người trộm chạy ghê tởm a là tiểu tử thúi nào tốt để tên khốn tiểu tử kia tới hắn đè lại hỏa khí nói lang hy hé miệng cười khẽ nàng rất nhanh liền mang đến một thanh niên lang hàn kinh ngạc vốn cho rằng có thể làm cho Lăng Hy yêu thích làm sao cũng phải là thiên tôn, nhưng người trẻ tuổi này chỉ có tu vi tương đương với tiên phủ cảnh, thực lực có thể nói thấp vô cùng. Tại hạ phù thiên hành, gặp qua bá phụ, người trẻ tuổi kia nhìn về phía Lăng Hàn ôm quyền hành lễ, hữu lễ nhưng lại không kiêu ngạo không tự ti, lộ ra vô cùng có khí độ. Có chút y tứ, dù hiện tại Lăng Hàn thu liếm khí tức, nhưng đừng nói tiên phủ, ngay cả tiên vương thấy hắn cũng sẽ run chân, khí thế bị đoạt, nói chuyện cũng không lưu loát nào có thong dong như ra hỏa trước mặt này. Lăng Hàn đối với người trẻ tuổi này dâng lên vẻ tán thưởng, nhưng lập tức ở trong lòng cảnh cáo mình, đây chính là người muốn bắt cóc nữ nhi của mình, nói là địch nhân cũng không đủ. Hắn hỏi lai lịch của Phù Thiên Hành cẩn thận, phát hiện đối phương lại có kinh lịch cùng hắn không sai biệt lắm, cũng là từ một tiểu thế giới khai thiên đi ra, chỉ dùng mấy trăm vạn năm liền tu đến tiên phủ, rất không đơn giản. Ở dưới đề nghị ôn nhu nhưng không cho cự tuyệt của Lăng Hy, Lăng Hàn thu Phù Thiên Hành làm đồ đệ, hắn nghe rằng đây không phải dẫn sói vào nhà sao để phù thiên hành dễ dàng cua nữ nhi của mình hơn nhưng con gái lớn không dùng được a à. phù thiên hành cực kỳ bất phàm ở dưới đại lượng tài nguyên cuồng nện hắn chỉ dùng trăm vạn năm liền bước vào tiên vương một đường hát vang tiến mạnh để đám người lưu vũ đồng cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ tướng mạo của tiểu tử này không quá tuấn tú nhưng khí độ kinh người làm người lại khiêm tốn hữu lễ để chúng nữ đều hết sức coi trọng coi hắn trở thành con rể đối đãi cũng làm cho Lăng Hàn tức giận đến kém chút thanh lý môn hộ. Lại 100 triệu năm qua đi, Phù Thiên Hành đã bước vào tầng 9, cái sau vượt cái trước, siêu việt đệ tử khác của Lăng Hàn, sắp đột phá thiên tôn. Có dạng con rể này, kỳ thật Lăng Hàn cũng hài lòng, nhưng mỗi lần nghĩ đến nữ nhi bị tiểu tử này ủi, luôn luôn để hắn muốn đánh Phù Thiên Hành một trận. Đúng lúc này, Lăng Hàn nhận được Lâm Tiêu Dương truyền tin, để hắn lập tức đi Lâm ra một chuyến. Lăng Hàn nhận được tin tức liền đi, trừ hắn ra, còn có Chu Hằng, Sở Hạo. Vừa mới thu được một tin tức, ở trong hư không phát hiện một viễn cổ vị diện. Lâm Lạc nói, cái gì? Chu Hằng, Sở Hạo lập tức đứng dậy, sao lại có thể như thế? Trong hư không cũng có vị diện, hai đại cường giả lục bộ đều biến sắc, ai cũng kinh hãi. Sự thật chính là như thế, Lâm Tiêu Dương gật đầu, trầm giọng nói, đây là phụ thân thăm dò được, cũng đã nhận được mấy vị thất bộ đại nhân khác tán đồng. Lần này, Sở Hạo cùng Chu Hằng đều không lời có thể nói. Ngay cả thất bộ cũng đã xác nhận, còn có cái gì phải hoài nghi. Vậy cái vị diện này có địa phương lạ thường gì không? Lăng Hàn hỏi, Lâm Tiêu Dương tán thường nhìn Lăng Hàn một chút, tiểu tử này luôn có thể hỏi điểm mấu chốt. Hắn gật gật đầu nói, ở trong vị diện này, có đại lượng đồ vật được chúng ta xưng là Thiên Tôn thạch. Lăng Hàn biết Thiên Tôn thạch là cái gì, chính là tảng đá kỳ lạ có thể dùng để phong ấn Thiên Tôn ký hiệu, tựa hồ ngoại trừ Thiên Tôn thức hải ra, chỉ có thứ này mới có thể gánh chịu Thiên Tôn ký hiệu. Nhưng mà bản thân thứ này kỳ thật không có giá trị gì. Chúng ta ở chỗ này đạt được thiên tôn thạch, kỳ thật đều là từ viễn cổ vị diện kia mà đến, bị năng lượng hư không chấn rơi khỏi bản vị diện trói buộc, ở tiết điểm nào đó từ trong hư không xuất hiện, rơi xuống nơi này. Lâm Tiêu Dương không nhanh không chậm nói, hắn dừng một chút, nhìn ba người lăng hàn nói. Bản thân thiên tôn thạch không có quá nhiều công dụng, ngoại trừ để thần thức của thiên tôn không thể xuyên thấu ra, nó chính là đá phổ thông. Nhưng mà, phổ thân phát hiện, ở trong những đá này lại ẩn chứa một chút cổ vật của viễn cổ vị diện kia, như chân long ấu kỳ, tuyệt thế đại dược, hỗn độn tiên kim, trọng yếu nhất chính là. Còn có thiên tôn ký hiệu, nghe nói như thế, ba người lăng hàn đồng thời động dung. Giá trị của thiên tôn thạch này quá kinh người, sẽ dẫn phát toàn diện tranh đoạt. Vậy cái viễn cổ vị diện này sẽ thành chỗ chiến lược vô cùng trọng yếu. Sở hạo nói, Chu Hằng gật đầu, cái này sẽ dẫn tới tất cả thiên tôn, mà có thể đoán được, thây ngang khắp đồng sẽ không ngừng phát sinh, chương 3204, thiên tôn thạch mỏ. Lăng Hàn lại nói, trong hư không là thiên hạ của cuồng loạn, để nó có thể vượt qua trở ngại vị diện, trở thành thế giới nó tung hoành. Nếu chúng ta đi trong hư không tới viễn cổ vị diện, có thể lọt vào cuồng loạn đánh lén. Hay không, Lăng Hàn đã không chỉ một lần ở trong hư không gặp phải cuồng loạn, có thể nói là một khi bị rắn cắn, ba năm sợ dây thừng, hắn không thể không phòng. Lâm Tiêu Dương gật gật đầu, trong hư không đúng là thiên hạ của cuồng loạn, nhưng chủ thể của nó đang cùng bọn người phụ thân kịch chiến, chỉ có thể xuất động phân thân. Cho nên, sức chiến đấu của nó tối đa chỉ là lục bộ, chúng ta hoàn toàn có thể đối kháng. Hiện tại viêm xương vị diện có chừng trăm tên lục bộ thiên tôn, đây là một cỗ lực lượng kinh người, liên thủ lại chiến cuồng loạn phân thân tuyệt đối không có vấn đề. Ba người Lâm Tiêu Dương tiến hành thương thảo, Lăng Hàn thì ở một bên dự thính, mặc dù hắn vô cùng yêu nghiệt, nhưng bây giờ hiển nhiên không có tư cách tham dự loại thảo luận này. Dù sao đâu, hắn hạ quyết tâm, nhất định phải đi viễn cổ vị diện này, thu hoạch càng nhiều thiên tôn ký hiệu. Không chỉ Lâm Minh, mỗi thế lực cũng đang thảo luận lấy viễn cổ vị diện đột nhiên xuất hiện này. Tất cả mọi người ôm thái độ hoài nghi, trong hư không làm sao có thể xuất hiện một vị diện. Phải biết, trong hư không tất cả đều là lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, vô cùng cuồng bạo, cũng chỉ có tam bộ thiên tôn mới có thể vượt qua, không thì nhị bộ cũng phải gặp nạn nhưng bây giờ lại có một vị diện vắt ngang trong đó cái này để người ta làm sao tin tưởng nhưng không tin quy không tin từng thế lực vẫn nhao nhao lên đường lang hàn cũng mang đám người nữ hoàng do đám người lâm tiêu dương mở đường bước về phía viễn cổ vị diện lục bộ quá cường đại vẻn vẹn chỉ dùng mười mấy năm bọn hắn liền phát hiện vị diện kia phốc 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 bọn hắn tiến vào vị diện này thời điểm xuyên qua bình chướng bọn hắn phảng phất như chen vào một cái bong bóng cá mà vừa tiến vào nơi này liền có thể phát hiện nơi này không có bị năng lượng hư không tràn ngập, mà lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Loại an tĩnh này là đối lập, vẫn có năng lượng chiều dâng phun trào, nhưng tiên vương cấp thấp cũng có thể tiếp nhận. Đương nhiên, đây là cực hạn, thăng nguyên tiến vào nơi này sẽ lập tức bị chiều dâng xé thành mảnh nhỏ. Kỳ thật tiên vương cấp thấp tiến vào nơi này cũng rất nguy hiểm, tốt nhất là đạt tới tầng 3 trở lên, như thế liền cơ bản không có vấn đề. Đúng là như thế, nơi này một mảnh hoang vu, không có bất kỳ sinh linh gì tồn tại. Ngươi muốn thay ngén sinh mệnh, khẳng định là từ nhỏ yếu đến cường đại, nhưng nơi này không thể tồn tại sinh linh dưới tiên vương, vậy ngươi để sinh mệnh phát triển như thế nào? Trừ khi vừa ra đời liền có thực lực tiên vương cấp. Đám người Lăng Hàn bắt đầu xây dựng rầm rộ, kiến tạo thành lũy thuộc về bọn hắn. Hiện tại là thời gian đoạt địa bàn tốt đẹp, bằng không thì dần dần địa bàn đều bị chia xong, đây chính là tài nguyên trọng yếu nhất của nơi này. Có thể đoán được, không lâu sau lại nhấc lên gió tanh mưa máu. Thiên Tôn thi pháp dựng lên một căn cứ khổng lồ, có thể chống cự năng lượng chiều dâng nơi này, cứ như vậy, dù người tu vi thấp đến đâu cũng có thể ở đây nhảy nhót tưng bừng, chỉ là không thể rời đi mà thôi. Nhưng mà, chỉ cần dần dần, khẳng định sẽ từ từ khai phát ra một loại dụng cụ bảo vệ nào đó, chống cự năng lượng chiều dâng nơi này. Lăng Hàn tự nhiên mang tất cả thiên tôn ở Lăng Thành theo tới, sau khi căn cứ kiến tạo hoàn tất, bọn hắn liền bắt đầu ra ngoài thăm dò, tìm kiếm thiên tôn thạch mỏ. Ở viêm xương vị diện, thiên tôn thạch ít đến thương cảm, đều là phân bố linh tinh, nhưng ở nơi này, thiên tôn thạch đều tạo thành mỏ, có thể đại lượng khai thác. Vận khí của bọn hắn không tệ, ở phụ cận căn cứ liền phát hiện một mạch khoáng, có thể tiến hành khai thác. Tại sao phải thành lập căn cứ? Tự nhiên là vì để cho người bình thường có thể tới nơi đây, mà vì cái gì phải để người bình thường đến. Đây là bởi vì khai thác khoáng thạch cần bọn hắn, thiên tôn không được, đương nhiên được, nhưng này quá lãng phí thời gian, đừng nhìn thiên tôn thạch ngoại trừ ngăn cách thiên tôn thần thức ra thì không cái đặc điểm gì nhưng cái đồ chơi này kỳ thật cực kỳ yếu ớt nếu là thiên tôn cường lực xuất thủ như vậy bành một cái toàn bộ khoáng mạch đều vỡ nát cứ như vậy ngay cả tiên kim cũng phải bị đánh cho vỡ nát huống chi là tiên vương đại dược thiên tôn ký hiệu khẳng định toàn bộ song đời cho nên cái này nhất định phải sử dụng rất nhiều nhân thủ cẩn thận từng ly từng tí đào thật giống như phàm nhân đào quáng vậy hiện tại các thế lực lớn đang tiến hành giành đất nhất thời bán hội còn sẽ không đánh nhau, nhưng theo địa bàn bị không ngừng khoanh vòng, tiếp xuống khẳng định sẽ có vì khoáng mạch bộc phát đại xung đột. Địa quáng liên tục không ngừng bị đào móc ra, đưa đến trước mặt đám người lăng hàn, chu hằng. Bọn hắn mở những quáng thạch này ra, thu hoạch đồ tốt trong đó. Nhưng để bọn hắn thất vọng là, phần lớn trong đá. Vẫn là tảng đá, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, bọn hắn vẫn ở trong đá mở ra hạt giống tiên dược, thậm chí tuyệt thế đại dược, đây cũng không phải là tiên dược phổ thông, mà là được lực lượng thiên địa bản nguyên rèn luyện, đối với thiên tôn cũng có lợi thật lớn. Loại đại dược này tuyệt đối không có khả năng tồn tại ở viêm xương vị diệt, bởi vì tiên dược bị giới hạn trong quy tắc, không có khả năng siêu việt, kia đối với thiên tôn có làm được cái gì. Nhưng đại dược nơi này đã sớm chết, sau đó ở trong năm tháng vô tật, hấp thu lực lượng bản nguyên, biến thành đại dược có tác dụng với thiên tôn. Dạng phát hiện này để bọn người lăng hàn, chu hằng chấn kinh, nhưng mà, loại đại dược này tỷ lệ cũng quá thấp bọn hắn mở mấy vạn khối khoáng thạch cũng chỉ đạt được một gốc mà thiên tôn ký hiệu tỷ lệ càng nhỏ trong trăm vạn khối mới có thể ra một khối bọn hắn không ngừng tích lũy kinh nghiệm phát hiện càng tiếp cận trung tâm khoáng mạch đạt được đồ tốt càng nhiều tỷ lệ tuyệt thế đại dược ký hiệu tăng lên gấp bội đây cũng là đối lập kỳ thật tỷ lệ vẫn thấp đến đáng thương ngoại trừ tuyệt thế đại dược ra còn có tiên kim thậm chí phệ kim thiết phảng phất như vị diện này chính là một bảo tàng cự đại chương 3205, năng lực siêu phàm. Một, sau khi mọi người mừng rỡ, cũng biến thành càng thêm lo lắng, hiện tại tất cả mọi người giàu có, không kém khoáng mạch, nhưng khi khoáng mạch mình nắm giữ đào sạch sẽ, đến lúc đó lại sẽ dẫn phát đại chiến như thế nào. Ngay cả Lăng Hàn để tay lên ngực tự hỏi, hắn cũng cho là mình không có khả năng lùi bước, sẽ vì khoáng mạch mà cùng người chiến đấu đến cùng. Trải qua hơn ước năm bình tĩnh, một ngành nghề lặng yên hưng khởi, chính là bán thiên tôn thạch. Bởi vì thiên tôn thạch ra đồ tốt tỷ lệ thấp đến đáng thương, có chút thế lực dứt khoát lấy bán ra. Đặc điểm lớn nhất của thiên tôn thạch chính là thần thức không cách nào xuyên thấu, bởi vậy dạng bán ra này là có thể thực hiện, để cho người ta lấy về cược một cái, có thể mở ra đồ tốt hay không. Có khả năng bỏ ra giá tiền rất lớn lại trôi theo dòng nước, có khả năng lại mở ra đồ tốt kinh người. Tương đối với mở đá thay đổi rất nhanh, vẫn là bán ra nguyên thạch tương đối ổn định, bởi vậy càng ngày càng nhiều thế lực tiến hành mô phỏng, thế mà tạo thành một thị trường khổng lồ. Tinh thạch đương nhiên không có khả năng mua được nguyên thạch, mà nhất định phải dùng tiên kim, mặc dù cái này đối với thiên tôn cơ hồ vô dụng, nhưng ít ra cũng là một loại đồng tiền mạnh, dù sao muốn đúc thiên tôn bảo khí, đây là vật nhất định phải có. Dân dân, bởi vậy còn tạo thành một môn học vấn, chính là nghiên cứu nguyên thạch. Cái nguyên thạch gì có khả năng mở ra bảo vật, thông qua đường vân của nguyên thạch, thời gian thành hình tiến hành nghiên cứu, xác thực có thể tăng lên tỷ lệ khai thác ra bảo vật. Quan hệ này cực lớn, nếu như có thể một mở một chuẩn, vậy tương đương liên tục không ngừng sinh tài phú, mà tu vi, thực lực bản thân cũng sẽ chắp cánh bay. Dưới tình huống như vậy, Lăng Hàn cũng tràn đầy phấn khởi đầu nhập tinh lực bắt đầu nghiên cứu. Vài ức năm trôi qua, Lăng Hàn liền được ba thiên tôn ký hiệu. Không có cách, nơi này thiên tôn nhiều lắm, Lâm gia, Chu gia, Sở gia, Vinh gia, mỗi gia tộc đều có mấy vị thiên tôn, Lăng Thành cũng thật nhiều lại thêm thiên tôn ký hiệu tỷ lệ cực thấp ba cái ký hiệu đã cực kỳ khả quan cũng chính vì như thế lâm minh khai thác ra nguyên thạch toàn bộ mình tiêu hóa không có lấy ra ngoài bán hiện tại cũng chỉ có thể tích cực thăm dò khoáng mạch mới lang hàn bế quan xung quanh người hắn đặt mấy trăm khối nguyên thạch đây là còn sót lại có là từ thế lực khác mua sắm mà tới bên cạnh hắn còn có một số linh thạch kia là cạn bã nguyên thạch khai thác ra bảo vật bị hắn dùng để tham chiếu nhưng cái đồ chơi này thật sự là không có tính quy luật gì có chút nguyên thạch nhìn phẩm tướng cực dai, đường vân mạch lạc tinh tường, theo lý mà nói khẳng định ra bảo vật, nhưng mở ra lại làm cho người mở rộng tầm mắt, rỗng tuếch. Có chút nguyên thạch nhìn rách tung tóe, lại cất dấu tuyệt thế đại dược, thậm chí có thiên tôn ký hiệu. Chỉ có thể nói, nguyên thạch phẩm tướng tốt, tỷ lệ ra bảo vật sẽ cao hơn một chút, phẩm tướng kém, cái kia càng thấp đến đáng thương. Cái này hoàn toàn không thể xưng là quy luật, bởi vì theo số lượng nguyên thạch giảm bớt, tảng đá phẩm tướng tốt, có khả năng mở ra thiên tôn ký hiệu hiện tại đã không thể dùng tiên kim tới mua, mà phải thiên tôn huyết thậm chí là tuyệt thế đại dược. Bởi vì có người mở ra qua thiên tôn ký hiệu cấp 4, đã dẫn phát một trận tranh đoạt khốc liệt, chết trên trăm thiên tôn. Cái này khiến đám người biết, nguyên lai trong nguyên thạch còn có thể xuất hiện thiên tôn ký hiệu cấp 4. Cấp 4 có thể ra, như vậy ký hiệu cấp 3, thậm chí cấp 2, cấp 1 thì sao? Phải biết, Lăng Hàn đã coi như yêu nghiệt, nhưng trong thiên tôn ký hiệu hắn có, cao nhất cũng chỉ là cấp 5 tăng lên 47 lần chiến lược. Lại nghe nói, có người ở trong nguyên thạch mở ra một tiểu thú, chỉ mấy vạn năm liền trưởng thành thiên tôn cấp, thực lực mạnh đến mức rối tinh rối mù. Còn có, đã từng có một gốc tuyệt thế đại dược bị mở ra, để một vị tứ bộ đột phá, bước vào ngũ bộ. Từ tứ bộ đến ngũ bộ, đây là một bay vào tuyệt đối, nhìn xem lâm u liên, tân khí hổ liền biết, bọn hắn một kỷ nguyên cũng không có từ tứ bộ dảo bước tiến lên ngũ bộ, có thể thấy được cửa này khó đột phá đến cỡ nào những tin tức này đều để giá cả của nguyên thạch phẩm tướng tốt một đường kéo lên có chút càng làm cho lục bộ thiên tôn cũng phải nhíu mày mua xuống một khối liền muốn táng ra bại sản vấn đề là coi như phẩm tướng tốt mở ra y nguyên có thể là công dã tràng kia thật là muốn thổ huyết nguyên thạch sẽ chỉ càng ngày càng ít cho nên lăng hàn rất muốn nắm giữ năng lực nhìn thấu nguyên thạch để hắn dùng cái giá thấp nhất đi lấy lợi ích lớn nhất hắn không ngừng nghiên cứu tay cầm linh thạch hoặc nguyên thạch tiến hành so sánh đến tột cùng có một loại năng lực đặc thù có thể gian lận, xuyên thấu qua tầng đá mà ngay cả thần thức thiên tôn cũng không thể xuyên thấu, nhìn thấy hết thảy bên trong hay không. Mấy trăm năm sau, Lăng Hàn lắc đầu, đây thật là một loại huyễn tưởng mỹ hảo. Hắn nghĩ tới điểm ấy, chẳng lẽ những người khác sẽ không nghĩ đến sao? Hắn có thực lực tương đương tứ bộ, nhưng còn có cường giả ngũ bộ, lục bộ, đều mạnh hơn hắn, vì cái gì người ta không thành công, hắn liền có thể. Hắn mạnh hơn người khác sao? Chờ chút, hắn thật là có một điểm mạnh hơn người khác trong lòng lăng hàn hơi động hắn ỉ lại lớn nhất chính là vị diện vô tận trong cơ thể để hắn trở thành một nguyên thế giới cỡ nhỏ hắn đã là chủ nhân của một nguyên thế giới vậy thì hẳn có thể trưởng khống hết thảy xuyên thấu tảng đá đây cũng là chút lòng thành a hắn linh quang lóe lên cảm thấy mình có khả năng tìm đúng phương hướng hắn thử nghiệm dẫn động lực lượng vị diện trong cơ thể mình cùng nguyên thạch câu thông ba nguyên thạch trong tay hắn vỡ nát cái đồ chơi này ngay cả tiên vương cũng có thể tùy tiện vỡ vụn làm sao có thể tiếp nhận thiên tôn chi lực." Lăng Hàn không khỏi cười, cái này trực tiếp nổ tung, còn cần thăm dò sao? Hắn lại mang tới một khối nguyên thạch, cẩn thận từng ly từng tí khống chế lực lượng của mình, ong ong ong, tế bào trong cơ thể hắn thắp sáng, kia là lực lượng vị diện, như ánh sao đầy trời đang nhấp nháy. Khi hắn dẫn động tất cả lực lượng vị diện, oanh một cái, ý thức của hắn thế mà tiến vào một không gian khác. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lộ ra cuồng hỉ. Đây là nội bộ nguyên thạch chương 3206, năng lực siêu phàm. Hai, thành, thế mà thực sự có thể. Nhưng Lăng Hàn lập tức lắc đầu, ở trong vùng không gian này, thần trí của hắn giống như lâm vào vũng lầy, cất bước gian nan, lại tìm không sai biệt lắm một nén hương thời gian mới đi dạo nội bộ nguyên thạch một lần. Không được hoàn mỹ, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, vẫn là một đột phá vô cùng kinh người. Lăng Hàn tin tưởng, nếu mình công khai năng lực này, sẽ để cho toàn bộ thị trường sụp đổ, bởi vì đồ thạch sở dĩ thành lập, kia là tất cả mọi người không biết trong nguyên thạch đến cùng là cái gì. Hiện tại những cái được gọi là đồ thạch đại sư cũng chỉ là tỷ lệ đoán đúng cao hơn nhiều một chút, trên bản chất vẫn là đang dùng vận khí. Nhưng Lăng Hàn khác biệt, chỉ cần cho hắn một nén hương thời gian, hắn có thể nhìn ra trong một khối nguyên thạch đến cùng có đồ vật hay không. Có lẽ có cường giả sẽ bắt hắn đi, chuyên môn dùng để đổ thạch, cũng có khả năng bị người diệt, dạng dị loại phá hủy quy củ giống như hắn, không cho phép tồn tại trên đời hắn quyết định bí mật này ai cũng không thể nói lang hàn lại làm rất nhiều lần nếm thử sờ xóa nguyên thạch nơi này mấy lần sau đó lấy ra một khối trong đó trong này hắn nhìn thấy một khối tiên kim mà tốc độ của hắn cũng đang từ từ tăng lên tin tưởng sau khi thuần thục hắn dùng tay chạm thử liền có thể kết thúc công việc sau đó hắn mở ra tất cả nguyên thạch quả nhiên ngoại trừ khối hắn lấy ra kia tất cả nguyên thạch đều rỗng tuếch mà ở trong khối nguyên thạch cuối cùng hắn mở ra một khối tiên kim hắn không khỏi cất tiếng cười to, tràn ngập hưng phấn. Một khối tiên kim đương nhiên không có gì, nhưng đã chứng minh năng lực này của Lăng Hàn không phải ảo giác, mà là thật sự rõ ràng, có thể vì hắn mang đến thu hoạch không cách nào hình dung. Đi đi đi, đi vơ vét một đống lớn, Lăng Hàn đi ra ngoài, kêu nữ hoàng cùng hổ nữ muốn xuất phát, nhưng nhìn thấy hắn hưng phấn như vậy, Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành cũng mặt dạn mày dày đi theo, để Lăng Hàn rơi vào đường cùng cũng mang hai người này lên. Mang nữ nhi đương nhiên không có vấn đề, nhưng tiểu tử phù thiên hành này. Mặc dù Lăng Hàn rất thưởng thức thiên phú của gia hỏa này, nhưng nghĩ đến hắn có thể câu đi nữ nhi bảo bối của mình, liền có một loại xúc động đạp người. Bọn hắn xuất phát, tiến về Trung Thiên Thành. Trung Thiên Thành vốn không tồn tại, nhưng từ khi có nghề đổ thạch, Trung Thiên Thành cũng từ phiên chợ nhỏ lúc mới bắt đầu biến thành thành lớn bây giờ, vào ở rất nhiều thế lực. Nơi này không có ngành nghề khác, chỉ có bán đá. Năm người Lăng Hàn tiến vào trong thành, liếc mắt qua, khắp nơi đều là nguyên thạch phường. Từng thế lực đều có được nguyên thạch phường của mình, cung cấp người chọn lựa nguyên thạch, nhưng chỉ có thể chọn lựa ai muốn mở ra, vậy thì nhất định phải mua lại, không có cái gọi là thất thủ lấy cớ. Chư đại thế lực cộng đồng quản lý Trung Thiên Thành, định ra rất nhiều quy củ để mọi người tuân thủ, ai muốn phá hư, tương đương với cùng trên trăm cường giả lục bộ là địch, không ai dám có lá gan này. Bởi vậy, lại người hoàn khố tới nơi này cũng phải quy củ, không có người nào có thể ngoại lệ. Dưới không khí như vậy, không chỉ thế lực lục bộ có nguyên thạch phường thế lực ngũ bộ tứ bộ cũng có thậm chí có thiên tôn ngẫu nhiên cũng có thể nhặt được khoáng mạch bên ngoài nguyên thạch chạy đến nơi đây giao hàng đường đường thiên tôn thế mà hóa thân tiểu thương ngẫm lại cũng rất buồn cười nhưng đây đúng là bộ dáng bây giờ của trung thiên thành lăng hàn chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào hổ nữ hỏi tùy tiện đi lăng hàn nói bọn hắn tìm kiếm liền tiến vào một nguyên thạch phường lớn nhất ở phụ cận ở chỗ này đáng giá nhất chính là khoáng mạch không đáng giá nhất đương nhiên là thổ địa, không có khoáng mạch, đây chính là không đáng một đồng. Bởi vậy, mỗi một nhà nguyên thạch phường ở Trung Thiên Thành đều chiếm diện tích cực lớn. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy từng tảng đá bầy biệt, hình dạng khác nhau, lớn nhỏ khác biệt. Có thật nhiều người đang chọn nguyên thạch, có thiên tôn, cũng có tiên vương, có người chọn được tảng đá, giao tiền liền mang nguyên thạch rời đi, có ít người thì tại chỗ mở đá. Không hề nghi ngờ, mở đá là một quá trình cực kỳ kích thích, ai cũng vô cùng hiếu kỳ, trong này có cất dấu bảo vật hay không. Nếu có bảo vật, ngay lập tức sẽ có người ở hiện trường kêu giá, nhất là tuyệt thế đại dược, thiên tôn ký hiệu, vậy khẳng định sẽ dẫn phát tranh đoạt, xảo đến một cái giá dọa người. Đương nhiên, phẩm chất đại dược, phẩm giai ký hiệu đều sẽ quyết định giá cả cuối cùng. Bọn hắn tùy ý mà đi, lăng hàn thì trái sờ phải sờ, mỗi cầm lấy một khối nguyên thạch đều dùng khoảng một nén hương thời gian, chậm để cho người phiền lòng. Nguyên thạch phường nào cũng không cấm khách nhân quan sát, đụng vào nguyên thạch, chỉ cần đừng phá hư nguyên thạch là được, nếu không liền phải bồi thường tiền. Hiện tại cái này thuộc về bên ngoài nguyên thạch phường, phẩm tướng nguyên thạch cũng không tính thượng thừa như thế nào, bởi vậy giá cả cũng sẽ rất rẻ, mỗi tảng đá đều có giá tiền giống nhau, nhưng y nguyên cao tới một khối tiên kim. Đây đã là rẻ nhất, tiến vào khu cấp trung, khu cấp cao, nguyên thạch liền càng quý giá hơn, hơn nữa mỗi một khối đều độc lập ít giá, nhất là khu cấp cao, vậy thì không phải tiên kim có thể mua được, cần dùng tuyệt thế đại dược, thậm chí thiên tôn ký hiệu bởi vì có lăng hàn cản trở tốc độ của bọn hắn tự nhiên rất chậm nữ hoàng tự nhiên khinh thường ở đây trực tiếp ở một bên ngồi xuống mà hổ nữ thì sớm chạy đến trước mặt chỉ có lăng hy cùng phù thiên hành còn ở sau lưng lăng hàn lăng hy là trời sinh kiên nhẫn tốt mà phù thiên hành nói hắn là bồi tiếp lăng hàn chẳng bằng nói là bồi tiếp lăng hi. may mắn lăng hàn đang chuyên tâm thăm dò những nguyên thạch kia nếu không hắn khẳng định sẽ ăn dấm đến bay lên phế thạch phế thạch phế thạch vẫn là phế thạch lang hàn cũng không thất vọng đây là khu cấp thấp tỷ lệ ra bảo vật liền thấp nếu mấy khối như vậy liền có thu hoạch vậy vận khí của hắn không khỏi cũng quá cao đi hắc hắc người này đang làm gì cho rằng mình là nguyên thạch đại sư sao không có cách hiện tại đổ thạch thịnh hành nguyên thạch đại sư rất được hoan nghênh luôn có người muốn ở trên mặt của mình dán lên cái nhãn hiệu này đúng hiện tại cái gì đan đạo đại sư đúc khí đại sư cũng không bằng nguyên thạch đại sư tránh không được ngư lòng hỗn tạp, giả mạo quá nhiều. Chương 3207, Nguyên Thạch Phường. Sau lưng Lăng Hàn, có mấy người trẻ tuổi nghị luận, nhưng thanh âm rất lớn, đủ để cho Lăng Hàn nghe được rõ ràng. Lăng Hàn không rảnh phân thần, hắn căn bản không thèm để ý, nhưng Phù Thiên Hành lại xoay người lại, nhìn hầm hầm mấy người trẻ tuổi này. Lăng Hàn là sư phụ hắn, cha vợ tương lai, những người này ở đây nói xấu Lăng Hàn, hắn đương nhiên không có khả năng làm như không thấy, có tai như điếc. Chừng cái gì, bên kia tổng cộng có 5 người trẻ tuổi, trên thân đều có mấy đạo dị sắc vòng quanh, hiển nhiên đều là tiên vương. Bọn hắn cũng rất phách lối, rõ ràng nhìn thấy trên người phù thiên hành có 9 đạo dị sắc, lại hoàn toàn không có một chút xíu cung kính. Ở trong viễn cổ vị diện này, tiên vương chính là cực kỳ phổ thông, người kém cỏi là nhất tầng 1, tầng 9 cũng đồng dạng. Lại thêm trung thiên thành quy củ xâm nghiêm, bởi vậy tiên vương tự nhiên không cần sợ tiên vương. Không cần chấp nhận bọn hắn, lang hy từ tốn nói, Nàng trời sinh điềm tĩnh, không thích phân tranh. Phù thiên hành gật gật đầu, không tiếp tục để ý mấy người này. Nha, vẫn là đại mỹ nữ, không sai, đẹp đến mức muốn nổi lên. Mỹ nữ, đến tâm sự đi, không nghĩ tới năm người này thấy lăng hy tuyệt mỹ vô song, liền mở miệng đùa giỡn. Phù thiên hành giận dữ, muốn động thủ, không nên vọng động, lăng hy ấn hắn xuống, trung thiên thành nghiêm cấm đánh nhau, bởi vì những nguyên thạch này quá yếu, thật xảy ra chiến đấu, cũng không cần thiên tôn, thiên vương đại chiến cũng có thể tạo thành phá hoại cực lớn, cho nên trung thiên thành tuyệt không cho phép xảy ra chiến đấu. thật muốn đánh làm hỏng bao nhiêu nguyên thạch liền phải bồi thường bao nhiêu. phù thiên hành oán hận nhìn năm người kia một chút, hạ quyết tâm chỉ cần năm người này rời trung thiên thành, hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn để bọn hắn không nên đắc ý phong hình như vậy. thế nào còn dám chừng mắt chúng ta? năm người này thật đúng là phách lối. thấy phù thiên hành bất mãn, chẳng những không có nửa điểm thu liếm, ngược lại càng thêm phách lối. Ngươi biết chúng ta là ai chăng? Ha ha, rác rưởi mà thôi." Phù Thiên Hành từ tốn nói, thân là đệ tử Lăng Hàn, miệng công làm sao có khả năng không lợi hại. Lại nói, có đại hắc cẩu ở một bên dạy bảo, không xấu tính mới là lạ. Đây cũng là Lăng Hàn chính miệng phân phó, để Phù Thiên Hành đi học đại hắc cẩu. Mặc dù hắn rất không muốn giao nữ nhi cho người khác, nhưng hắn cũng không có khả năng cố chấp qua được nữ nhi. Cho nên, hắn quyết định hảo hảo cải tạo Phù Thiên Hành một chút cùng đại hắc cầu học lừa người, ra mặt dày. Để bản thân trở nên khéo đưa đẩy một chút, càng thích hợp sinh tồn. Năm người kia đều nổi giận, lại dám mắng bọn hắn rác rưởi. Hừ, ngươi chờ cho chúng ta, chỉ cần dám ra trung thiên thành, nhìn đánh không chết ngươi. Bọn hắn uy hiếp nói, phù thiên hành cười lạnh, trong năm người này tu vi cao nhất cũng chỉ tầng 4, thật sự là không biết tốt xấu. Hiển nhiên, bọn hắn có dựa dẫm khác, phía sau có đại nhân vật thiên tôn, nếu không, tiên vương căn bản không có khả năng dựa vào năng lực của mình chạy tới nơi này tốt ở bên ngoài chờ những rác rưởi các ngươi hắn làm một động tác quét sạch ý là quét rác rưởi vào trong đống rác năm người kia lập tức nhe răng nhếch miệng chỉ cảm thấy người này miệng như thế nào cay độc như vậy có người còn muốn phản bác lại có một người mắt sắc chỉ tay nhìn về phía cổng lãnh thiếu đến rồi lập tức bốn người khác cũng nhìn về phía cổng chỉ thấy đang có hai người đi tới một già một trẻ lão giả dâu bạc trắng nhìn qua có phần tiên phong đạo cốt, chắp hai tay sau lưng, trên mặt có vẻ ngạo nhiên. Người trẻ tuổi thì toàn thân áo đen, đồng dạng ngạo khí trùng thiên. Lãnh thiếu, năm người trẻ tuổi kia đều nghênh đón, người trẻ tuổi áo đen kia gật gật đầu, còn không mau tới bái kiến Ngưu đại sư. Năm người hai mặt nhìn nhau, có chút mờ mịt, nhưng lập tức đều hành lễ với lão giả tóc trắng. Bái kiến Ngưu đại sư, lão giả tóc trắng gật gật đầu, miễn đi, thân sắc ngạo nghễ, mở đủ ra đỡ. Ngưu đại sư, không phải là đổ thạch đại sư có chút danh tiếng như bất quần kia sao? Năm người khe khẽ bàn luận, cái gì có chút danh tiếng, như đại sư là đổ thạch đại sư tiếng tăm lừng lẫy. Lãnh thiếu vội vàng sửa chữa nói, đúng đúng đúng, năm tên tiểu đệ kia đều cúi đầu khom lưng, cùng vừa rồi phách lối là hoàn toàn khác biệt. Lãnh thiếu mời như đại sư, chẳng lẽ là giúp chúng ta mở đá? Một tên tiểu đệ hỏi, đó còn cần phải nói, người còn lại nói, mặt mũi của lãnh thiếu chúng ta thật lớn. Ngay cả Ngưu đại sư cũng có thể mời được. Có Ngưu đại sư hỗ trợ, hôm nay khẳng định thu hoạch kinh người. Bọn hắn vuốt mông ngựa, để lãnh thiếu cùng Ngưu đại sư kia đều lộ ra nụ cười. Xin Ngưu đại sư xuất thủ. Lãnh thiếu nhìn Ngưu bất quần chắp tay, Ngưu bất quần ngạo nghễ nhẹ gật đầu, hắn đi khắp nơi, một đường nhìn nguyên thạch, một chút thời gian sau, hắn đã nhìn chằm chằm một khối nguyên thạch, lập tức đi tới, cũng mặc kệ phía trên còn án lấy một cái tay, muốn đưa tay đi lấy. Cảm giác được một người quá mức tới gần, lăng hàn bản năng xuất thủ ba một trưởng vung ra như bất quần lập tức kêu đau đớn liên tiếp lui về phía sau khuôn mặt từ đỏ chuyển bạch sau đó bỗng nhiên phun ra một ngụm máu khó chịu nói không ra lời hắn chỉ là tiên vương tầng 9, nếu không phải lăng hàn phát hiện không đúng kịp thời thu hồi lực lượng một tát này đủ để cho hắn chết đến mấy trăm lần lăng hàn nhướng mày tầng 9 nho nhỏ cũng dám quấy nhiễu mình như đại sư người thế nào lãnh thiếu kia vội vàng chạy vội tới Hắn gọi Lãnh Tu Nhiên, chính là Nhất Bộ Thiên Tôn. Ngưu Bất Quần chỉ cảm thấy lòng buồn bực, nào nói ra được, hai con mắt sắp muốn trợn lồi ra. Thật to gan, lại dám tổn thương như đại sư. Lãnh Tu Nhiên nhìn sang Lăng Hàn, thần sắc kiêu căng. Hiện tại nghề nghiệp cao quý nhất là gì? Không phải đan sư, cũng không phải đúc khí sư, càng không phải trận pháp sư, mà là nguyên thạch đại sư. Nhưng không phải ai cũng có thể trở thành đồ thạch đại sư, cần thần hồn vô cùng cường đại, sở trường về phân tích mới có thể đánh giá ra một khối nguyên thạch phải chăng có thể mở ra bảo vật hay không. Đương nhiên, đồ thạch đại sư nghiêu bước nữa cũng không thể nào làm được một lần một chuẩn. Lăng Hàn cũng nhìn về phía lãnh tu nhiên, cái gì nghiêu đại sư nghiêu đại sư, cút, chương 3208, đổ thạch, lấy độ cao của hắn hiện tại đã không cần đi giải thích cái gì, lại nói, vừa rồi đúng là hắn nhìn chúng khối nguyên thạch kia trước, dựa theo quy củ, một người coi trọng trước, vậy những người khác liền không thể tranh, nhất định phải chờ hắn từ bỏ mới được. Ngươi thật to gan lãnh tu nhiên lành lạnh nói dám xuất thủ với một vị nguyên thạch đại sư ngôn ngữ kiêu ngạo lang hàn phất tay ý là mặc kệ ngươi xéo đi nhanh lên ngưu bất quần cuối cùng hoàn hồn nói ngươi đừng tưởng rằng mình là thiên tôn liền có thể coi trời bằng vung phải biết trên người có người lão phu còn không tin chị không được ngươi hiện tại nguyên thạch đại sư vô cùng nổi tiếng chính là thượng khách của các thế lực lớn tất cả mọi người muốn bán đi nguyên thạch vô dụng trong tay lưu nguyên thạch có giá trị nhất cho mình bởi như vậy nguyên thạch đại sư liền trở nên vô cùng trọng yếu nguyên thạch đại sư liền tương đương với cổ giới đan sư địa vị siêu nhiên lang hàn lắc đầu nguyên thạch đại sư lại cao quý đó cũng là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng dựa vào còn không phải thiên tôn mặc dù vừa rồi hắn thần du vật ngoại một mực chuyên chú vào tìm kiếm nguyên thạch có giá trị nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả chỉ là tạm thời xem nhẹ mà thôi hắn nhìn năm tên thuộc hạ của lãnh tu nhiên một chút lại nhìn như bất quần, ánh mắt càng thêm lành lạnh. Hắn là có được chiến lược tứ bộ, chỉ là ánh mắt quét qua, ba 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 ba, năm tên tiểu đệ của lãnh tu nhiên lập tức nổ thành huyết vũ. Trung Thiên Thành có quy củ của Trung Thiên Thành, cấm chỉ chiến đấu, bởi vì chiến đấu cực có khả năng để nguyên thạch vỡ vụn. Nhưng mà, Lăng Hàn chỉ là một ý niệm liền để năm người này hóa thành huyết vũ, xác thực không hợp quy củ của Trung Thiên Thành, nhưng ai bảo Lăng Hàn có chiến lược tứ bộ, ai sẽ bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này đi gây khó dễ hắn chỉ là chết mấy tiên vương, có quan hệ gì? Dám miệng ba hoa đối với nữ nhi của mình, đương nhiên là chết không có gì đáng tiếc, không biết hắn chính là hộ nữ của ma sao? Ngươi, lãnh tu nhiên giận dữ, lại dám ở trước mặt hắn giết người. Lăng Hàn không có để ý tới, thiên tôn giết tiên vương, cần lý do sao? Đương nhiên, hắn cũng không phải là người lạm sát, chỉ có đối phương đáng chết mới có thể xuất thủ. Hắn ngược lại nhìn về phía nghiêu bất quần, ngươi không phục, lão phu không phục, làm sao, Ngươi còn dám giết lão phu sao? Nghiêu bất quần cũng không sợ, với tư cách một tên nguyên thạch đại sư, thân phận của hắn siêu nhiên, chính là thượng khách của các lộ thế lực, ngay cả thiên tôn cũng không dám động đến hắn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, tốt, vậy chúng ta đến so tài một chút, Nghiêu bất quần cười lạnh, chẳng lẽ muốn hắn cùng đối phương quyết đấu? Nói đùa, vậy hắn cũng quá ngu đi, liền so đổ thạch, Lăng Hàn còn nói thêm, cái gì, Nghiêu bất quần lấy làm kinh hãi, cùng mình so đổ thạch, Ngươi là uống lộn thuốc sao? Không dám." Lang Hàn cười nói, như bất quần cười lạnh, "Làm sao lại không dám, ta là lo lắng ngươi thua không nhận nợ." Lang Hàn lắc đầu, đầu năm nay Tiên Vương tầng 9 cũng dám ở trước mặt Thiên Tôn làm càn. "Bất quá, cái gọi là Nguyên Thạch Đại sư cũng chỉ có thể phách lối nhất thời, bởi vì Thiên Tôn thạch ở vị diện này cuối cùng cũng khai thác xong, đến lúc đó Nguyên Thạch Đại sư không khác gì phế vật." "Tốt, vậy đến cược một cái, chúng ta chọn 10 khối nguyên thạch, xem ai thu được giá trị cao hơn." hắn nói, ha ha, có thể, như bất quần cười lạnh, luận đánh nhau hắn khẳng định không phải là đối thủ của Lăng Hàn, nhưng cực thạch, cái kia 100 Lăng Hàn cũng không sánh bằng hắn. Tiền đánh cược là cái gì? Hắn lại hỏi, Lăng Hàn cười nói, ngươi thua, vậy ngươi còn có tiểu tử này, cùng một chỗ khấu đầu cho ta 10 cái. Lúc này lãnh tu nhiên liền muốn phản đối, nhưng như bất quần lại đưa tay bãi xuống, quay đầu nói với hắn. Lãnh thiếu, chẳng lẽ ngươi không tin lão phu? Cái này khiến lãnh tu nhiên do dự một chút, hắn ngẫm lại cũng phải, cái này có cái gì phải hoài nghi. Tốt, hắn nói, nhưng nếu như ngươi thua, cũng phải khấu đầu 10 cái cho chúng ta. Hắn có chút chờ mong cùng hưng phấn, bởi vì tu vi của lăng hàn rõ ràng ở trên hắn, để một thiên tôn cao dai dập đầu với mình, đây là khoái cảm cỡ nào. Như bất quần cũng cười lạnh, người này dám vô lễ với mình, hừ, thật sự cho rằng thiên tôn liền không tầm thường sao. Hắn là nguyên thạch đại sư, hạn thời gian đi, như bất quần nói, một ngày, được, Lăng Hàn vị ý gật đầu, hắn đối với giò xét đá càng ngày càng thành thục, ban đầu cần một nén hương thời gian mới có thể thăm dò xong, hiện tại chỉ cần nửa nén hương, tin tưởng sẽ còn tiếp tục rút ngắn. Vậy thì bắt đầu, như bất quần nói, hai người đều đi lại ở khu vực này, ai cũng biết khu trung cấp, khu cao cấp khẳng định lại càng dễ ra bảo, nhưng nếu như thế, lần tỉ thí này cũng không có ý nghĩa. Bọn hắn rằng con lại giết người, tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý, có ít người còn đi tới hỏi thăm, lãnh tu nhiên ôm mục đích để chút nữa lăng hàn càng thêm khó chịu, tự nhiên nói ra chuyện đánh cược. Không phải đâu, lại dám đổ thạch với Ngưu Đại Sư. Đây chính là Ngưu Đại Sư A. À. Ha ha, người này ta biết, gọi lăng hàn. Lăng hàn, ra hỏa ở ngoại vực chiến trường sáng tạo ghi chép kia. Ai, hắn thật ngông cuồng, đây chính là đổ thạch, cùng chiến lực hoàn toàn không có quan hệ. Ha ha, nghe nói người này cực kỳ cuồng, ta thật sự là chờ mong nhìn thấy hắn ở trước mặt mọi người quỳ xuống. Lăng Hàn là danh nhân, tự nhiên có người nhận ra hắn, tất cả mọi người đều lắc đầu. Đừng nói bọn hắn, ngay cả Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành cũng lo lắng, bọn hắn biết Lăng Hàn ở trên võ đạo yêu nghiệt đến không cách nào hình dung, nhưng đây là đổ thạch A. Người vây xem càng ngày càng nhiều, rất nhiều người cũng không còn chọn nguyên thạch, mà ở một bên vây xem, tràn đầy chờ mong. Một đời thiên kiêu, yêu nghiệt, nếu ở trước mặt mọi người dập đầu, chàng diện này ngẫm lại cũng để người kích động, như bất quần cầm lấy từng khối nguyên thạch, cẩn thận chu đáo, nhưng một lúc sau lại để xuống, có dòng dã một ngày thời gian, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ, mà ở trong lòng làm lấy tiêu ký, đợi thời gian chênh lệch không nhiều, hắn lại lấy ra những viên mình đánh dấu kia. chương 3209, mở đá, Lăng Hàn cũng chỉ mò mẫm không chọn, hắn muốn nhìn qua nguyên thạch ở toàn bộ khu cấp thấp một lần, lúc này mới chọn lựa, lấy thực lực của hắn. Chỉ cần nhìn xem nguyên thạch như bất quần chọn lựa, liền có thể chính xác biết đối phương thu hoạch, hoàn toàn có thể đúng bệnh hốt thuốc, chỉ nhiều hơn đối phương chút xíu là được. Tại sao phải làm như vậy? Đó là bởi vì Lăng Hàn cảm thấy chỉ hố đối phương một lần, không đã nghiện. Lần này là trên tinh thần nhục nhã bọn hắn, lần tiếp theo là ở trên kinh tế hung hăng chém bọn hắn một đao. Một vòng một vòng xuống, Lăng Hàn có chút kinh ngạc. Quả nhiên, người không thể xem bề ngoài, nguyên thạch này cũng đồng dạng không thể, đừng nhìn nơi này là khu cấp thấp, tỷ lệ ra đồ tốt cực thấp, nhưng lại để hắn phát hiện một khối nguyên thạch, trong đó thai ngén thiên tôn ký hiệu. Cụ thể là cấp mấy, Lăng Hàn cũng không có đụng vào, bởi vì vừa chạm vào, nguyên thạch liền sẽ nổ tung, cái này không hợp quy củ đổ thạch sẽ bị trực tiếp phán thua. Khối nguyên thạch này không chút nào thu hút, tỷ lệ bị người lấy đi cực thấp, trước tiên có thể tính vào. Cũng khó trách nơi này rõ ràng là khu cấp thấp, nhưng vẫn còn có khách nhân tới, bởi vì tất cả mọi người ôm tâm dùng ít tiền nhất, thu hoạch được lớn nhất xác thực có người một đêm trượt dầu nhưng dạng tỷ lệ này quá nhỏ nơi này không sai biệt lắm có hơn một vạn khối nguyên thạch lăng hàn sờ qua một khối liền ở trong lòng làm một tiêu ký mà tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh nguyên bản chỉ cần thời gian nửa nén hương hiện tại vẻn vẹn chỉ cần mấy hơi thở không khác quen tay hay việc trước đó là sợ lực lượng quá lớn làm nổ nguyên thạch hiện tại khống chế càng ngày càng thành thục bất quá hắn dù sao vừa mới nắm giữ năng lực này bởi vậy ngày kế hắn cũng không có mỏ xong một vạn tảng đá mà chỉ hoàn thành chừng phân nửa không có quan hệ hắn không kết thúc được như bất quần càng không xong được chỉ bất quá nhìn đại khái khoảng một phần năm nhưng như bất quần không có chút lo lắng thật sự cho rằng sờ một cái nhìn một chút liền có thể trở thành nguyên thạch đại sư hắn tự nhiên coi lăng hàn là đang giả vờ khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo cười lạnh chờ sau đó thời điểm lăng hàn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hắn sẽ hung hăng chế nhạo đối phương lãnh tu nhiên cũng như thế hắn so với nhiều bất quần càng rõ ràng địa vị của lăng hàn trong lòng cực kỳ hưng phấn tuyệt đại thiên kiêu lúc trước không ai bị nổi dập đầu cho hắn ngẫm lại cũng để máu của hắn tốc độ chảy tăng tốc sắp hết một ngày nên ra kết quả a à. thật sự là chờ mong đường đường lăng hàn quỳ cho người cái này đủ ta thổi cả đời ha ha cộng đồng chứng kiến đám người xì xào bàn tán đều mong chờ lăng hàn thua không có cách lúc trước lăng hàn quá nhiều bức lập nên ghi chép căn bản không người nào có thể chạm đến tự nhiên để cho người ta hâm mộ đố kỵ hận. Nữ hoàng lành lạnh đảo qua đám người, dám mong chờ phu quân của nàng thua. Các ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa sao, nàng quá kiêu ngạo, đối với loại người này chỉ có một chữ, giết. Nhưng hổ nữ không đồng dạng, nàng chống eo nói, các ngươi chờ coi đi, lăng hàn của nữ nhất định sẽ thắng, đến lúc đó các ngươi liền đợi mặt đau đi. Có ít người phản bác, có ít người thì ra vẻ thận trọng, đường đường thiên tôn cùng người mắng nhau, còn thể thống gì hổ nữ có thể không quan tâm bọn hắn quan tâm a à. lăng hàn cho ngươi một cơ hội cuối cùng nếu hiện tại nhận thua có thể dập đầu ba cái Ngưu bất quần khẽ cười nói nhìn như đang lùi lại kỳ thật vẫn tiến hành nhục nhã lăng hàn để một tên thiên kiêu quỳ xuống bản thân cái này chính là nhục nhã lớn nhất dập đầu ba cái cùng đập 10 cái đầu có gì khác nhau lãnh tu nhiên hiển nhiên tinh tường cho nên hắn không có phản đối chỉ cười nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt lăng hàn phát lạnh thật sự cho rằng hắn không dám giết nguyên thạch đại sư sao. Bất quá, trước tiên ép sạch sẽ đối phương đã, bắt đầu tuyển đá đi, lang Hàn từ tốn nói, ngô xuẩn mất khôn, như bất quần cười lạnh, hai tay của hắn dẫn dắt, hưu hưu hưu, lập tức liền có 10 khối nguyên thạch rơi vào trong tay, sau đó giao cho một tên tráng hán bên người, đây là nhân viên công tác của nguyên thạch phường. Theo quy củ của nguyên thạch phường, người chọn lựa thế nào cũng có thể, nhưng tuyệt đối không thể thu nguyên thạch vào không gian thần khí, tiên khí, bởi vì ai biết ngươi có thể đánh cháo hay không. Đồ thạch cũng giống như vậy, khác biệt ở chỗ, nguyên thạch phường là sợ ngươi lấy kém đổi lại, mà đồ thạch thì sợ lấy tốt đổi kém, ngươi cầm nguyên thạch cấp cao ra, vậy tỷ lệ mở ra bảo vật không phải tăng lên thật nhiều. Vậy cửa còn có công bằng đáng nói sao? Ánh mắt lăng hàn quét qua, đã nhìn tinh tường nguyên thạch của đối phương, chỉ cần ở trong lòng so sánh một chút, hắn liền biết trong những nguyên thạch này có mấy khối có thể mở ra đồ vật, lại giá trị bao nhiêu. Hắn hơi lộ ra kinh ngạc, nguyên thạch đại sư này thật đúng là không phải thổi ra, trong 10 khối nguyên thạch như bất quần chọn lựa ra lại có 3 khối là có vật. Bất quá, cũng vẻn vẹn như thế, lăng hàn vẫy tay, hưu hưu hưu, cũng có 10 khối nguyên thạch bay vào trong tay hắn, bị hắn giao cho nhân viên công tác. Mở đi, như bất quần ngạo nghễ nói, cùng một chỗ sao, một tên nhân viên công tác hỏi lăng hàn, lăng hàn mỉm cười, cùng một chỗ, đạt được song phương đồng ý, hai tên nhân viên công tác đồng thời mở ra nguyên thạch đồ thạch giống như vậy rất được nguyên thạch phường hoan nghênh bởi vì tỷ thí như vậy rất có thể kéo theo nhân khí nhân khí vừa đến lượng tiêu thụ tự nhiên cũng sẽ bị kéo theo nhất là mở ra đồ tốt nhân khí càng thịnh đám người nhao nhao vây xem tựa hồ so với ba người trong cuộc còn muốn khẩn trương ở dưới rất nhiều người hai mắt nhìn chăm chú hai tên nhân viên công tác bắt đầu giải nguyên thạch bọn hắn đồng thời cũng là giải thạch công bọn hắn đã làm qua vô số lần cũng đã quen bị thiên tôn tiên vương nhìn chăm chú Mặc dù bản thân vẻn vẹn chỉ tương đương với thăng nguyên cảnh. Thói quen này liền tốt, động tác của bọn hắn thuần thục, chỉ thấy từng tầng từng tầng thạch bì rơi xuống. Mở đá cũng là có học vấn, không thể trực tiếp một đao liền cắt thành hai nửa. Vì cái gì? Vạn nhất bên trong có một gốc tuyệt thế đại dược thì sao? Một đao kia liền có thể cắt đại dược thành hai, sẽ cực lớn mà ảnh hưởng dược hiệu, kia tổn thất bao lớn. Chương 3210, thật ra hàng, thiên tôn ký hiệu cũng như thế, một đao xuống ký hiệu trực tiếp xuất thế, bị ai thu hoạch liền không nhất định, tự nhiên không thể bán ra. Cho nên, mở đá phải vô cùng cẩn thận, mặc dù phần lớn thời điểm đều là cẩn thận không. Theo thạch bì tầng tầng bong ra, nguyên thạch cũng càng ngày càng nhỏ, cái này vốn chỉ có hiệu quả phong cách thần thức thiên tôn, ở trên trình độ chắc chắn lại không xuất sắc, thăng nguyên cảnh phối hợp tiên khí, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm mở ra. Ra hàng, có người đột nhiên kinh hô, chỉ một khối nguyên thạch. Kia là nguyên thạch nghiêu bất quần chọn, thật đúng, nhìn cái kia ánh sáng lộng lẫy, hẳn là một khối tiên kim. Mặc dù chỉ có thể nói là không kiếm không bồi, nhưng trong 10 khối nguyên thạch có thể ra một khối có hàng, cái này đã đủ để chứng minh xương hào nguyên thạch đại sư của hắn không phải giả. Tất cả mọi người gật đầu, đổ thạch chính là đổ thạch, hoàn toàn khác biệt chiến đấu, khí lực của ngươi lại lớn cũng không có tác dụng. Bất quá, phát hiện trong này là tiên kim, tốc độ của giải thạch công kia lập tức tăng lên, bởi vì tiên kim kiên cố, hắn tự nhiên không cần lại chú ý cẩn thận, hai ba đao liền mở khối nguyên thạch ra quả nhiên mở ra một khối tiên kim to bằng đầu nắm tay toàn thân xanh biếc quy tắc hóa hình quấn quanh trên đó có cửu thải tiên quang mọi người ở đây đều là thiên tôn đương nhiên sẽ không để một khối tiên kim ở trong lòng bọn hắn đều nhìn về phía một tên giải thạch công khác nguyên thạch trong tay hắn đang không ngừng biến nhỏ chỉ là từng tầng từng tầng thạch bì bong ra từ đầu đến cuối không thấy bên trong có đồ vật khác xuất hiện phế thạch đến cuối cùng nguyên thạch chỉ còn lại cỡ viên đạn giải thạch công cuối cùng ở giữa cắt một đao bên trong vẫn là vật liệu đá chứng minh đây chỉ là một khối phế thạch mà thôi ha ha nghiêu bất quần cười một tiếng biểu lộ mười phần cao ngạo nhưng không nói lời nào không cần phải nói sự thật thắng hùng biện Lăng hàn tự nhiên cũng sẽ không để ý cái này tương đương với hai người đánh bài dưới tình huống hắn có thể nhìn đến lá bài tẩy của đối phương lại đi góp một bộ bài khác ra cái này có thể không thắng sao trừ khi vận khí của đối phương tốt đến nghịch thiên mười khối nguyên thạch toàn bộ chọn lấy tốt nhất để lăng hàn ngay cả gian lận cũng không có khả năng thắng hiển nhiên như bất quần còn không có năng lực như vậy tiếp tục hai tên giải thạch công đều cầm qua khối nguyên thạch thứ hai tiếp tục mở bọn hắn đều quá có kinh nghiệm rõ ràng khối thứ nhất đã sớm mở ra rồi nhưng không có lập tức đi giải khối thứ hai vì cái gì đương nhiên là vì bảo trì lo lắng treo đủ khẩu vị có người đánh cược hay không có người đột nhiên nói ta làm cái, mua nhiều bất quần thắng, 10 bồi 12, mua lang hàn thắng, 10 bồi 15, mua hai người ngang tay, 10 bồi 15. Ta mua, ta cũng mua, cái này lập tức để rất nhiều người hưởng ứng, dù tỷ lệ đặt cược chỉ có một chút, nhưng trên cơ bản tất cả mọi người đều mua hắn thắng. Không có cách, người ta là thanh danh lan xa, hơn nữa không thấy người ta đã mở ra một khối tiên kim sao. Chắc thắng, nữ hoàng nhìn về phía nữ nhi, lang hy thì cho nàng một vẻ mặt bất đắc dĩ người cầm cái kia chính là phù thiên hành, nếu không còn có ai biết rõ bồi thường tiền còn đi làm cái. Mặc dù phù thiên hành không biết vị sư phụ này ở trên cược thạch tạo nghệ ra sao, nhưng hắn lại tin tưởng lăng hàn làm người cùng tính cách. Nếu không có nắm chắc, hắn làm sao dám cùng đối phương cược lớn như vậy? sư phụ có lòng tin tràn đầy, hắn có cái gì không yên lòng? Đánh cược kiếm một mờ a à. khối nguyên thạch thứ hai cũng rất nhanh cởi xong, hai người đều là phế thạch, không có ra hàng. Cái này rất bình thường. Nguyên Thạch Đại Sư cũng không có nhiều bước như vậy, nói ra hàng liền ra hàng. Mở khối thứ ba, vẫn là phế thạch, khối thứ tư, đồng dạng đều là phế thạch. Khối thứ năm, nha, lại ra hàng. Sau khi giải thạch công một đao bổ xuống, có người lập tức kêu lên. Cái này cái này, đây là đại dược, có thanh âm rung động nói. Cẩn thận, cẩn thận, những người khác vội vàng nhắc nhở, bọn hắn cũng không chỉ là xem đấu đơn giản như vậy, gặp được hàng tốt sẽ còn tại chỗ tranh mua, vạn nhất chủ nhân muốn bán, liền có thể trước tiên cầm xuống. Không cần người khác nhắc nhở, tên giải thạch công kia đã vạn phần cẩn thận, đại dược quá kiều nột, rất dễ dàng liền đụng hỏng. Không hổ là nghiêu đại sư, lại ra hàng, hơn nữa vẫn là đại dược, lần này kiếm bộn rồi. Tất cả mọi người cảm khái, nguyên thạch đại sư thật không phải thổi phồng lên. Nghiêu bất quần mỉm cười, một bộ tiên phong đạo cốt, cực kỳ cao ngạo. Chỉ là trong lòng của hắn cũng rung động, bởi vì lấy tạo nghệ của hắn cũng chỉ miễn cưỡng phán đoán bên trong một nguyên thạch có hàng hay không, mà hoàn toàn không biết hàng này giá trị cao hay thấp. Coi như như thế, tỷ lệ của hắn cũng không phải rất cao, chỉ có 10% tỷ lệ trúng đích, lần này năm liền ra hai, thực là vận khí tốt. Hắn đương nhiên sẽ không nói toạc, một bộ ngạo nhiên, giống như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Mặt khác, nguyên thạch của Lăng Hàn vẫn là phế, rất nhanh liền hóa thành bã vụn. Lãnh tu nhiên càng thêm đắc ý, nhìn Lăng Hàn nói: hiện tại nhận thua cũng được chỉ là dập đầu gia tăng đến năm cái lăng hàn quét mắt nhìn hắn một cái muốn chết có thể nói thẳng ta thành toàn ngươi lãnh tu nhiên muốn phản bác nhưng nghĩ tới thực lực đáng sợ của lăng hàn lời đến miệng lại nuốt xuống cái này có gì phải tranh đợi chút nữa lăng hàn quỳ xuống đất dập đầu không phải hết thảy đều trở lại sao đến lúc đó nhìn ngươi còn nói thế nào rất nhanh gốc đại dược kia được mở ra giống như năm không đủ căn cứ những đại dược trước đó phán đoán đây là một gốc đại dược tăng lên tu vi nhưng màu lam nằm rất thấp coi như như thế cái này vẫn là bảo vật a à. cái này một khối tiên kim thật sự là tiêu quá đáng giá tất cả mọi người cảm khái có ít người càng trực tiếp gọi giá hy vọng như bất quần có thể bán gốc đại dược cho bọn hắn như bất quần vẫn không nói gì lãnh tu nhiên liền mở miệng các vị không có ý tứ như đại sư là tại hạ mời đi theo cũng là thay tại hạ chọn lựa nguyên thạch mà tại hạ lại không có dự định bán ra chương 3211, lật bản 1. Lần này, tất cả mọi người không còn ra giá, người ta bỏ ra giá cao mời nguyên thạch đại sư đi theo, như vậy mở ra đồ vật tự nhiên là của người ta. Tiếp tục đi, Lăng Hàn từ tốn nói, khối thứ 6, song phế thạch, khối thứ 7, song phế thạch, khối thứ 8, song phế thạch, khối thứ 9, vẫn là song phế thạch, chỉ còn lại một khối cuối cùng. Lần này, ngay cả phù thiên hành cũng khẩn trương, lúc này sư phụ có thể chơi lớn rồi, mình cũng bị hố vào hay không. Tất cả mọi người lắc đầu, chỉ còn lại có một khối nguyên thạch, Lăng Hàn phải mở ra cái gì mới có thể lật bàn. Trừ khi là đại dược càng cao cấp, mãnh thú tiền sử cũng được, mấy vạn năm liền có thể dảo bước tiến lên thiên tôn, quả nhiên là khủng bố. Sao ngươi không nói là thiên tôn ký hiệu, đây không phải là càng trâu bò sao? Ha ha, dù sao là ảo tưởng, tùy tiện nói một chút cũng không quan trọng. Không có người tin tưởng Lăng Hàn có thể chuyển bại thành thắng, đây chính là khu cấp thấp, lệ mở ra bảo vật vốn nhỏ, huống chi là tuyệt thế chân bảo. Lại ra hàng, chỉ mấy đao, đám người liền kinh hô, đương nhiên lại là nguyên thạch của Ngưu Bất Quần, trong vật liệu đá màu xám trắng hiện ra một vòng xích hồng sắc, giống như hỏa diễm dương động. Tiên Kim, tất cả mọi người gật đầu, Tiên Kim cũng không tính cái gì, nhưng không thể nghi ngờ lại để cho quang hoàn của Ngưu Bất Quần rạng rỡ hơn không ít. Ai, nhận thua đi, có người nói với Lăng Hàn, đây nhất định không còn khả năng lật bàn. Lăng Hàn tự nhiên bất phi sở động, nói với giải thạch công dừng lại kia. Thất thần làm cái gì, tiếp tục, trong lòng giải thạch công kia suy một tiếng, chẳng lẽ người còn trông cậy vào khối nguyên thạch này mở ra hy thế kỳ chân, một lần hành động thay đổi bại cục. Quá ngây thơ rồi, hắn tự nhiên không có tư cách đi nói Lăng Hàn, đành phải đàng hoàng tiếp tục giải thạch. Lăng Hàn, hiện tại nhận thua, chỉ cần đập chín cái. Lãnh tu nhiên cười ha ha, hiện tại đại cục đã định. Như đại sư, ngài thật sự là quá bất phàm, có người thì lấy lòng như bất quần qua mấy ngày có thể giúp tại hạ tuyển đá hay không như bất quần vuốt dâu lộ ra vẻ ngạo nhiên trước cho lão phu nghỉ ngơi mấy ngày chọn lựa nguyên thạch dù sao cũng rất mệt mỏi lão phu đã bận bịu cả ngày cần nghỉ ngơi thật tốt đây là kênh kiệu đám người nào có không rõ nhưng ai bảo người ta như bức chỉ có tiếp tục vuốt mông ngựa ồ một tiếng thở nhẹ giải thạch công dừng đao trong tay lại thế nào chẳng lẽ còn ra hàng rồi có người cười nói sắc mặt giải thạch công kia cổ quái thật đúng là ra hàng cái gì ra hàng rồi lang hàn chọn nguyên thạch ra hàng rồi ha ha vận khí này cũng quá tốt đi thế mà còn đoán chúng một khối nhưng có thể vượt qua được đại dược sao không ngoài là một khối tiên kim đi đám người trước kinh ngạc một chút sau đó nhao nhao lắp đầu hiện tại ra hàng có làm được cái gì đã chậm không đúng có người nhìn chằm chằm khối nguyên thạch kia sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị ồ càng nhiều người hét lên kinh ngạc, cái này tựa như là, không thể nào, thiên tôn ký hiệu, bọn hắn vội vàng thúc giục tên giải thạch công kia tiếp tục giải thạch, bây giờ thấy được đồ vật quá mơ hồ. Những lời này vừa ra, như bất quần cùng lãnh tu nhiên đều ngồi không yên, trở nên khẩn trương. Đừng nhìn bọn hắn mở ra ba kiện bảo vật, nhưng chỉ có gốc đại dược kia đáng tiền, nếu như lăng hàn thực sự mở ra một viên thiên tôn ký hiệu, vậy dù cho chỉ là cấp 9, giá trị cũng sẽ nghiền ép. Phù thiên hành thì nhẹ nhàng thở ra, sư phụ này thật sự là quá xấu rồi, hắn tuyệt đối là cố ý, lại để Nguyên Thạch có thể ra hàng ở cuối cùng, làm hại hắn lo lắng vớ vẩn nửa ngày. Ngươi không thể đặt ở khối thứ nhất sao? Tên giải thạch công kia tiếp tục giải thạch, lúc này hắn càng thêm cẩn thận, trong này cực có khả năng ẩn chứa một thiên tôn ký hiệu, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn gánh chịu không được hậu quả. Đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa làm trâu làm ngựa cũng không đủ trả. Mở, 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 thạch bị nhao nhao rơi xuống, nội bộ nguyên thạch hiện ra bộ phận là càng ngày càng nhiều. Thực sự là, thiên tôn ký hiệu, làm một mảnh hỗn độn xuất hiện, tất cả mọi người kinh hô, bọn hắn mơ hồ thấy được trong đó có một ký hiệu mơ hồ đang chìm nổi, đây tuyệt đối là thiên tôn ký hiệu, bọn hắn có thể chắc chắn. Chỉ là cái ký hiệu này đến cùng là cấp mấy, có phải là mình đã nắm giữ hay không, bọn hắn lại không rõ ràng. Lăng Hàn, cái ký hiệu này bán cho ta thế nào? Có người lập tức nói, giá tiền tùy ngươi mở, phải biết, hiện tại còn không biết ký hiệu này là cấp mấy, ta cũng là bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Bán cho ta, ta cho ngươi một gốc đại dược, lại có người ra giá, hắn lộ ra rất có thành ý, lại bị người một trận khinh thường. Một gốc đại dược liền muốn đổi một thiên tôn ký hiệu. Ngươi làm sao không lên trời ở đi, lang hàn khoát khoát tay, không bán, coi như cái ký hiệu này hắn đã nắm giữ, nhưng không thể cho nữ hoàng, hổ nữ, hay con trai, nữ nhi sao. Thiên tôn ký hiệu, lại nhiều cũng chê ít, tất cả mọi người thổn thức nhưng không cảm thấy ngoài ý muốn thật không có mấy người sẽ bán thiên tôn ký hiệu bọn hắn đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn như bất quần cùng lãnh tu nhiên hai người này cũng nên tính nợ a à. như bất quần cùng lãnh tu nhiên thì sắc mặt trắng bệch ai sẽ biết nguyên bản thắng cục đã định lại ở một khắc cuối cùng bị lật bàn dựa vào vận khí của gia hỏa này cũng quá tốt đi bọn hắn tuyệt không tin tưởng lăng hàn hiểu đồ thạch nếu không hắn làm gì không tuyển nhiều mấy khối nguyên thạch có giá trị chỉ có thể nói vận khí của hắn quá tốt vừa lúc bị hắn chọn chúng một khối có giá trị nhất lăng hàn cười nhạt một tiếng có chơi có chịu dập đầu đi như bất quần cùng lãnh tu nhiên hai mặt nhìn nhau bọn hắn tự nhiên không muốn ở trước mặt mọi người quỳ xuống dập đầu không thì về sau còn có mặt mũi gặp người sao lăng hàn lão phu có thể miễn phí vì ngươi đổ thạch một năm người xem coi thế nào như bất quần dẫn đầu nói hắn vẫn rất coi trọng cái mặt mo của mình Đám người nghe xong, đều không khỏi a một cái. Thực lực đổ thạch của Ngưu Bất Quần mọi người đều nhìn ở trong mắt, nếu có thể để đối phương miễn phí đổ thạch một năm, vậy tuyệt đối có thể kiếm được bay lên. Lăng Hàn Tuyệt không có đạo lý không đáp ứng. Chương 3212, lật bản 2. Thế nào, người muốn chết sao? Lăng Hàn lành lạnh nói, hắn không thích giết loạn một mạch, nhưng người rõ ràng thua, lại không thực hiện đổ ước, vậy cũng đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn. Ba, Ngưu Bất Quần không tự chủ được quỳ xuống, ánh mắt của Lăng Hàn thật là đáng sợ. Phải biết hắn chỉ là một tiên vương tầng 9, làm sao có thể tiếp nhận áp lực của tứ bộ. Đã quỳ xuống, hắn cũng mất đi ý chống cự, mặc dù không cam lòng, nhưng đổ ước chính là đổ ước, nếu không tuân, đồng dạng mất hết thể diện. Hơn nữa, Lăng Hàn giết người trước, căn bản chính là hỗn đản không tuân theo quy củ, loại người này thật sự là không dễ chọc. Ba ba ba, hắn dập đầu, 10 cái, một cái cũng không ít. Hắn đứng dậy, trong hai mắt đã phun ra lửa, muốn giết người. Lăng Hàn căn bản không thèm để ý, nhìn về phía lãnh tu nhiên. Đến ngươi, lãnh tu nhiên không cam lòng, làm vùng vẫy giấy chết nói. Cha ta chính là tứ bộ thiên tôn lãnh đạo, cái gì nóng lạnh, quỳ xuống cho ta. Lăng Hàn nghiêm nghị quát, không thì ta giết ngươi tại chỗ. Lãnh tu nhiên rất muốn mạnh miệng vài câu, lại một chút lực lượng cũng không có. Xác thực, không tuân thủ đổ ước, Lăng Hàn hoàn toàn có thể giết hắn dù phụ thân hắn cũng tìm không ra cớ gì, chí ít không thể lấy lý do này tìm Lăng Hàn báo thù. Hơn nữa, Lăng Hàn này là người nói lời giữ lời, hắn cũng không dám đi cửa quyết tâm giết người của Lăng Hàn. Hắn chậm rãi quỳ xuống, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, hắn thề, nhất định sẽ mời phụ thân ra, chấn sát Lăng Hàn. Ba ba ba, hắn cũng dập đầu 10 cái, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, đưa tay chụp một cái, nắm lên viên thiên tôn ký hiệu kia, tiến vào trong thức hải. Rất tốt, mặc dù chỉ là một viên ký hiệu cấp 9, lại là hắn chưa có. Lãnh tu nhiên cùng Ngưu bất quần ở một bên châu đầu ghé tai, một lát sau, bọn hắn đều nhìn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn, có dám lại cược một lần hay không? Ngưu bất quần nói, Lăng Hàn nhìn hai người này một chút. Được, lần này, chúng ta đi khu trung cấp. Ngưu bất quần nói, hắn cho là sở dĩ mình sẽ bại, là bởi vì khu cấp thấp rất khó ra đồ tốt, kết quả bị Lăng Hàn đụng phải một cái cơ hội liền vượt qua hắn. Nhưng khu trung cấp liền không đồng dạng, tỷ lệ ra đồ tốt cao hơn, hơn nữa cấp độ cao hơn. Hắn muốn ở nơi đó gỡ vốn, được, Lăng Hàn không quan trọng, bên thắng có thể thắng được tất cả thu hoạch của kẻ bại. Lãnh tu nhiên nói tiếp, Lăng Hàn gật đầu, được, cái này cũng không kỳ quái, đánh cược bên thắng thắng được hết thảy, rất nhiều nơi đều là như vậy. Còn có, ánh mắt của lãnh tu nhiên mãnh liệt, ta còn muốn cùng ngươi cực mệnh, cực mệnh, Lăng Hàn bật cười, bằng ngươi cũng xứng, hắn là nhị bộ thiên tôn, chiến lược càng bão tố tứ bộ, lãnh tu nhiên lại chỉ là nhất bộ, dựa vào cái gì cùng hắn cược mệnh? không dám sao? lãnh tu nhiên ngạo nghễ nói. được. lang hàn lần nữa gật đầu. ngươi đã không muốn sống, vậy ta liền thay trời thu mảng chó của ngươi. chó, mảng chó. lãnh tu nhiên kém chút giận điên lên. hắn đường đường thiên tôn, trời cũng phải tôn, thế mà được xưng là mảng chó? sư phụ, cẩn thận hắc cầu cắn ngươi. phù thiên hành thì ở một bên nhắc nhở. đại hắc cầu là tên vô cùng xấu bụng bị nó biết, khẳng định cùng Lăng Hàn không xong. Tiểu tử này cũng không phải đồ tốt, Lãnh Tu Nhiên nhìn về phía Phù Thiên Hành, chỉ cảm thấy đối phương đang châm chọc mình. Vậy thì bắt đầu đi, Lăng Hàn nói, dù sao hắn là chắc thắng, coi như cược mệnh của lãnh đạo hắn cũng không quan trọng. Bọn hắn tiến vào khu trung cấp, nơi này nguyên thạch liền muốn ít hơn nhiều, nhưng chiếm diện tích ngược lại càng lớn, từng khối nguyên thạch phảng phất như đồ cổ đơn độc trưng bày, mỗi một khối giá cả thấp nhất cũng 10 khối tiên kim mà có chút lớn, phẩm tướng tốt, giá trị càng cao tới 100 khối tiên kim. Thậm chí có mấy khối chân điếm chỉ bảo còn không phải lấy tiên kim tới mua, cần dùng tuyệt thế đại dược, thiên tôn ký hiệu. Vẫn là một ngày thời gian chọn lựa, như bất quần nói, lần này, hắn cũng không có áp lực gì, dù thua, đó cũng là lãnh tu nhiên bồi mệnh, cho nên, hắn rất bình tĩnh thong dong có một loại siêu nhiên của người ngoài cuộc. Được, Lăng Hàn nói, nơi này có khoảng 3.000 khối nguyên thạch, lấy tốc độ của hắn bây giờ, một ngày đủ để cho hắn toàn bộ sờ qua một lần. Biết được ở khu trung cấp có đổ thạch, ngay cả trưởng quỹ cũng tới. Hắn là một tên lão già tóc trắng xóa, nhìn qua tuổi già sức yếu, nhưng người nào cũng không dám xem thường hắn, bởi vì đây chính là một vị tứ bộ thiên tôn. Thế đạo này thật sự là thay đổi, đường đường tứ bộ thế mà ở chỗ này làm trưởng quỹ. Đó cũng không phải hắn không có chí hướng gì, mà là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nếu mở ra bảo vật gì, hắn có thể ưu tiên thu hoạch, lấy tài lực của tứ bộ, lại thêm uy hiếp, có rất ít người dám không bán mặt mũi cho hắn. Hắn phong hào đại vân, thành đạo đã 10 kỷ nguyên. Tất cả mọi người ở một bên quan sát, nói không chừng có thể từ trong thủ pháp của Ngưu Bất Quần học đến ít đồ. Đại vân thiên tôn đặc biệt đồng ý lăng hàn cùng Ngưu Bất Quần có thể trực tiếp chọn lựa nguyên thạch, sau khi hoàn tất sẽ cùng nhau tính tiền. Ngưu Bất Quần lập tức liền xông ra ngoài, hắn chỉ là tầng 9, muốn hắn lấy ra mấy khối tiên kim không có vấn đề, nhưng muốn lấy ra mười mấy, thậm chí mấy chục, hắn liền lực bất tòng tâm, cho nên, hắn cũng chỉ có ở dưới tình huống sau lưng có đại tài chủ, mới có thể tới đây chọn lựa một chút. Không có cách, hắn lên làm nguyên thạch đại sư cũng không có bao lâu, tự nhiên không có bao nhiêu tích xúc. lang Hàn cũng không có lãng phí thời gian, không thể loại trừ vận khí của Ngưu bất quần nghịch thiên, trực tiếp nhặt được 10 khối nguyên thạch giá trị cao nhất, vậy hắn Ngưu bước nữa cũng không có khả năng cải biến kết quả. Hai người đều không nói thêm gì nữa, chuyên tâm tìm kiếm nguyên thạch. Thời gian lặng yên mà qua, một ngày thời gian thật sự quá ngắn, rất nhanh liền đến thời điểm xong phương lộ bài. Lãnh tu nhiên không khỏi trở nên khẩn trương, đây chính là lập tức quyết định sinh tử của hắn. Lăng Hàn nhìn tất cả nguyên thạch một lần, mà nghiêu bất quần, có vật khoảng một nửa, mặc dù nơi này ít đi rất nhiều nguyên thạch, nhưng mỗi một khối phẩm tướng đều quá tốt, độ khó nhận ra cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. chương 3213, Cược Mệnh, Lăng Hàn mỉm cười, trong nguyên thạch mà nghiêu bất quần còn không có nhìn qua, chỉ ít có 4 khối có thể chen vào 10 vị trí đầu, hắn cũng không tin Nưu Bất Quần vận khí tốt đến nghịch thiên. Bắt đầu tuyển đá, Nưu Bất Quần đưa tay chộp một cái, 10 khối nguyên thạch lập tức bay về phía hắn. Lang Hàn cũng trong cùng lúc xuất thủ, 10 khối nguyên thạch rơi vào trong tay hắn. Hai người phân biệt giao nguyên thạch cho nhân viên nguyên thạch phường, giải thạch lập tức bắt đầu. Khối thứ nhất đều là phế thạch, Nưu Bất Quần không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, lúc đầu lòng tin của hắn tràn đầy, ở khu trung cấp xuất thủ, hẳn là nguyên thạch một viên cũng không thất bại, sao khối thứ nhất lại là phế thạch. Còn tốt, Lăng Hàn cũng mở một khối phế thạch ra. Lại đến, khối thứ hai, hai tên nhân viên công tác đều vô cùng cẩn thận, khu trung cấp ra hàng tỷ lệ rất cao, bọn hắn nhất định phải vạn phần lưu ý. Ra hàng, mấy đao hạ xuống, có người lập tức kêu lên, nơi này cũng ra hàng, có người chỉ vào tảng đá của Lăng Hàn, lại mấy đao hạ xuống, ánh mắt của mọi người lập tức sáng lên, bởi vì Ngưu Bất Quần lựa chọn khối nguyên thạch kia, mở ra một gốc đại dược. Trái lại Lăng Hàn, lại chỉ là một khối tiên kim mà thôi. Tranh lệch quá xa, căn bản không thể so sánh. Bất quá, tất cả mọi người không có mở miệng ra giá, bởi vì hiện tại còn không biết cuối cùng ai có thể thắng, mà bên thắng có thể đạt được tất cả, gốc đại dược này còn chưa biết về tay ai. Gốc đại dược này xanh biếc, so với gốc trước đó cao hơn một phẩm cấp. Thiên kim không đổi A, à, mặc dù không có ra giá, nhưng vẫn có thể bình luận đẳng cấp đại khái cái tuyệt thế đại dược này năm càng lâu càng tốt từ đỏ cam vàng lục thanh lam tím bảy sắc sắp xếp màu đỏ năm lâu nhất từ sắc thấp nhất nhưng nghe nói hiện tại cao nhất cũng chỉ mở ra đại dược cam sắc dù bảo dược trước đó để một vị tứ bộ thiên tôn đột phá năm tầng cũng vậy như bất quần đầu tiên là sướng sờ sau đó cười ha ha vô cùng đắc ý coi như ở khu trung cấp lại càng dễ mở ra đồ vật nhưng đại dược màu xanh vẫn vô cùng hiếm có Hắn có chút hối hận hẳn là mình bỏ ra số tiền này a à. lãnh tu nhiên cũng lộ ra vẻ nhẹ nhàng lúc này hắn có thể để tâm lại chỗ cũ rồi khối thứ ba như bất quần mở ra một khối phế thạch mà lăng Hàn thì lại ra hàng a à, giống như có hàng lục sắc tiên kim sao còn không rõ ràng lắm bởi vì không biết là tiên kim hay cái gì nhân viên công tác đương nhiên không dám động tác quá lớn tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí giải thạch lột bỏ càng nhiều thạch bì t đột nhiên tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh đây là một gốc đại dược hơn nữa còn là lục sắc đỏ cam vàng lục thanh lam tím lục sắc đại dược tự nhiên tốt hơn đại dược thanh sắc điểm ấy căn bản không cần cân nhắc lang hàn chiếm thượng phong sắc mặt của lãnh tu nhiên lập tức sụ xuống phải biết lần này là đặt lên tính mạng của hắn lãnh thiếu không cần phải gấp gáp không cần phải gấp gáp tranh tài còn xa xa chưa xong xin ngươi tin tưởng lão phu nhất định sẽ chuyển bại thành thắng." Ngưu Bất Quần vội vàng nói, Lãnh Tu Nhiên đè xuống tâm cuồng loạn, nhẹ gật đầu, trước đó Lăng Hàn cũng là ở khối nguyên thạch cuối cùng tuyệt địa phản kích, một lần hành động thay đổi bại cục, vì cái gì bọn hắn lại không được. Chỗ kỳ diệu của Đổ Thạch ngay ở chỗ này, không đến một khắc cuối cùng, ai cũng không biết thắng bại. Tiếp tục, mở khối thứ tư, đến, hai bên tiếp tục đều là phế thạch. Sau đó là khối thứ năm, Lăng Hàn vẫn mở ra một khối tiên kim, mà Ngưu Bất Quần thì một gốc đại dược nhưng mà tử sắc cấp bậc thấp nhất hai gốc cộng lại cũng không sánh bằng một gốc của lăng hàn nhưng mà cuối cùng kéo gần lại một chút khoảng cách lại đến khối thứ sáu lăng hàn vẫn đạt được một khối tiên kim mà nghiêu bất quần y nguyên kéo dài vận may của hắn lại lấy được một gốc đại dược lần này lại là màu xanh ba cây đại dược cộng lại miếng cưỡng có thể địch nổi gốc đại dược lục sắc kia lãnh tu nhiên chấn định một chút hiện tại song phương căn bản là về tới điểm xuất phát lăng hàn bất động thanh sắc hắn đã sớm nắm giữ toàn bộ ở trong tay. Khối thứ bảy, Lăng Hàn mở ra một khối phế thạch, mà Ngưu Bất Quần thì lại mở ra một gốc đại dược tử sắc. Mặc dù chỉ là tử sắc, phẩm giai thấp nhất, nhưng bốn cây đại dược cộng lại khẳng định thoáng vượt lên lục sắc đại dược một bậc, bởi vì cái này chỉ có thể tăng lên tu vi, tiết kiệm thời gian tu luyện, mà muốn đột phá cảnh giới, nghe nói chỉ có cam sắc đại dược mới có thể làm được. Đây là một đường danh giới, một gốc cam sắc đại dược còn chân quý hơn 10 cây đại được hoàng sắc. Lãnh Tu Nhiên lần nữa bình tĩnh trở lại, thậm chí trên mặt lộ ra nụ cười, lần này. Hắn thắng chắc, khối thứ 8, phế liệu đối phế liệu, khối thứ 9 vẫn như thế. Lần này liền nhìn khối thứ 10, nếu như đều mở ra phế thạch, hiển nhiên là Lãnh Tu Nhiên thắng. Ta nói sư phụ, người cần chơi đau tim như thế sao? Phù Thiên Hành ở trong lòng nhổ nước bọt, mặc dù không có bất kỳ chứng cứ, nhưng hắn cho rằng trình tự mở đá này ở trong khống chế của Lăng Hàn. Vị sư phụ này chơi người là cực kỳ cay độc. Mở khối thứ 10 đi, Lăng Hàn từ tốn nói, hai tên giải thạch công đều cầm lấy khối nguyên thạch cuối cùng, mở ra. Phế, khối nguyên thạch của Ngưu Bất Quần giải khai trước, nhưng một đường bạch sợi, không có chút giá trị, thẳng đến mỗi một lớp da đều bong ra từng màng, vẫn không thấy đổ vật. Ngưu Bất Quần, lãnh tu nhiên đều thất vọng, nhưng ai cũng ở trong lòng tự an ủi mình, Lăng Hàn ra phế thạch khả năng cũng rất cao, hơn nữa, coi như không ra phế thạch, mở ra tiên kim vẫn không có khả năng thay đổi bại cục giải thạch sư không ngừng ra đao cực kỳ cẩn thận rất nhanh trong vật liệu đá xuất hiện sắc hỗn độn giống như mê vụ không thể nào tất cả mọi người kinh hô lại là một thiên tôn ký hiệu trời ạ à, nơi này đã có bao nhiêu năm chưa từng sinh ra thiên tôn ký hiệu hiện tại thế mà vừa ra chính là hai cái vận khí của gia hỏa này cũng quá nghịch thiên a à, cũng không nhất định có lẽ người ta thực sự có bản lĩnh thì sao tất cả mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ muốn nói đụng một lần đại vận coi như xong nhưng liên tục hai lần. Vậy thì không phải là vận khí có thể giải thích, mà là thực lực. chương 3214, có chơi có chịu, giết. Chẳng lẽ ra hỏa này thật đúng là một tên nguyên thạch đại sư? Một bên khác, lãnh tu nhiên thì sắc mặt trắng bệch, hắn là cùng lăng hàn đánh cược mệnh. Đại vân thiên tôn thì ánh mắt sáng lên, hai thiên tôn ký hiệu. Ha ha ha, vậy hắn thu hoạch cũng lớn, ta thua, như bất quần rất thẳng thắn nói, sự thật thắng hùng biện, một viên thiên tôn ký hiệu đủ để thay đổi một chút xíu ưu thế lúc trước của hắn. Dù sao hắn chỉ là nguyên thạch đại sư, mặc dù thua rất mất mặt, nhưng không có tổn thất tính thực chất, không cần dập đầu, cũng không cần bùi mệnh. Đương nhiên, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua lăng hàn như vậy. Gia hỏa này rõ ràng cũng là một vị nguyên thạch đại sư, lại giả heo ăn thịt hổ, hố chết hắn. Lát nữa hắn sẽ đi tìm sư huynh hắn tới, cùng lăng hàn đổ thạch, cũng không tin cược không thắng hắn. Lăng hàn đưa tay chộp một cái, Trước đó nhiều bất quần mở ra đại dược đều rơi vào trong tay hắn, bên thắng có thể thắng được hết thảy. Hắn nhìn về phía Lãnh Tu Nhiên, ngươi có thể tự sát. Toàn thân Lãnh Tu Nhiên phát run, hắn dùng bao nhiêu thời gian mới tu tới Thiên Tôn, đã vượt ra phàm tục, có thể áp đảo quy tắc. Hắn nguyện ý chết sao? Ta có thể cho ngươi một Thiên Tôn ký hiệu, đổi lấy tính mạng của ta. Hắn nói, Lăng Hàn lắc đầu, chúng ta đánh cược không phải cái này, ngươi đừng quá mức hùng hổ dọa người. Lãnh Tu Nhiên cắn răng nói, hắn là một vị thiên tôn mệnh thiên tôn không đáng tiền như thế sao ha ha bản tôn nói một câu được không đại vân thiên tôn đột nhiên mở miệng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng thiện trí giúp người chính là cùng vì mình thiện lăng hàn nể mặt mũi bản tôn sự tình cực mệnh liền coi như một câu đùa dù sao ngươi cũng thu hoạch không nhỏ lãnh thu nhiên đại hỷ vội vàng ôm quyền với đại vân thiên tôn đa tạ đại nhân hắn nhớ mang máng đại vân thiên tôn cùng phụ thân từng có một đoạn giao tình chỉ là thời gian quá xa xưa, hắn cũng là vừa mới kịp phản ứng. Một vị tứ bộ thiên tôn mở miệng, chẳng lẽ Lăng Hàn dám không bán mặt mũi? Lăng Hàn nhìn về phía Đại Vân Thiên Tôn, thản nhiên nói. Việc này, có liên quan gì tới ngươi? Đại Vân Thiên Tôn nhướng mày, bản tôn chỉ hướng ngươi lấy cái mặt mũi, ngươi không muốn cho sao? Lăng Hàn lắc đầu, thứ nhất, vốn là không muốn cho, thứ hai, mặt mũi của ngươi cũng không có lớn như thế. Cái gì? Đại Vân Thiên Tôn sững sờ, hắn vạn lần không ngờ lăng hàn lại cự tuyệt đề nghị của mình người bất quá chỉ là nhị bộ ta cao hơn ngươi hai cảnh giới đơn giản chính là ra ra đánh cháu trai lăng hàn sao dám cự tuyệt tốt 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 đại vân thiên tôn cười lạnh bản tôn quản định ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao ở trước mặt bản tôn quát tháo lăng hàn nhìn đại vân thiên tôn vậy người phải chết cũng không chỉ một ha ha đại vân thiên tôn cười lạnh thật sự là buồn cười chỉ là nhị bộ lại dám uy hiếp hắn muốn chết, lãnh tu nhiên, ngươi cứ việc rời đi, bản tôn cũng không tin ai dám xuất thủ tổn thương ngươi. Hắn nhìn về phía lãnh tu nhiên nói, lãnh tu nhiên gật gật đầu, hắn không nói thêm gì, nhân tình này chỉ có phụ thân hắn mới đủ tư cách trả, hắn chỉ cần đi là được rồi. Thân hình lang hàn khẽ động, chặn đánh về phía lãnh tu nhiên. Hừ, đại vân thiên tôn cười lạnh, dám xuất thủ ở chỗ này, nhìn bản tôn chấn áp ngươi như thế nào. Tại sao lại để một vị cường giả tứ bộ tỏa chấn? Vậy dĩ nhiên là vì chấn chàng, đừng có người cưỡng đoạt nguyên thạch, chẳng lẽ còn muốn người của nguyên thạch phường khác ra ngăn cản sao? Chuyện của nhà mình tự nhiên là nhà mình giải quyết, trừ khi sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn. Lăng Hàn trực tiếp vận chuyển thập tứ phù, ra chỉ 47 lần lực lượng, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng vô tận. Bành, hắn đấm ra một quyền, một kích này của Đại Vân Thiên Tôn lập tức bị phá giải, mà thân hình của hắn lại không ngừng, đã đuổi kịp lãnh tu nhiên, tay phải nhô ra, chụp vào cổ của đối phương. Lãnh tu nhiên kinh hãi, hắn sao có thể nghĩ đến, một vị cường giả tứ bộ xuất thủ cũng không thể ngăn cản Lăng Hàn. Hắn muốn tránh, muốn cản, nhưng hắn ở trước mặt Lăng Hàn căn bản như sâu kiến. Đăng đăng đăng, Đại Vân Thiên Tôn liền lùi lại 17 bước, cuối cùng vững chắc bước chân, nhưng lãnh tu nhiên cũng đã rơi vào trong tay Lăng Hàn, giống như chó chết. Nhất bộ Thiên Tôn, chính là cái rắm Chu Vi lập tức một mảnh thổn thức, có ít người càng giật mình đến há to miệng. Xảy ra tình huống gì rồi? đường đường tứ bộ thiên tôn thế mà bị một nhị bộ đánh lui mặc dù mọi người đều biết lăng hàn yêu nghiệt đã từng nhiều lần phá kỷ lục nhưng tận mắt thấy một màn bất khả tư nghị này phát sinh mỗi người vẫn chấn kinh đến tê cả ra đầu trong lúc nhất thời thực sự khó mà tin được cái này là tuyệt đại yêu nghiệt sao nhảy hai cảnh rời a ta hoài nghi xem như đám người tân khí hổ ngô hạo dương bọn hắn ở thời điểm nhị bộ lại có thể có được chiến lược như vậy sao lăng hàn nhìn cũng không có nhìn đại vân thiên tôn một chút Tứ bộ thiên tôn nhiều nhất chỉ có thể cùng hắn đánh ngang tay, huống hồ mặt hàng như Đại Vân Thiên Tôn càng làm cho hắn chơ chẽn. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Lãnh Tu Nhiên, thản nhiên nói: "Không có người có thể thiếu nợ ta mà không trả." Toàn thân Lãnh Tu Nhiên phát lạnh, đây là một biến thái như thế nào a, à? ngay cả Tứ bộ cũng không thể trấn áp hắn. Hắn rất muốn khiêng ra danh tự lão tử đến dọa Lăng Hàn, nhưng Đại Vân Thiên Tôn cũng không phải đối thủ của Lăng Hàn, lão tử hắn lại có thể có tác dụng gì? Tha, tha mạng hắn run giọng nói sau khi mất đi hết thảy át chủ bài hắn còn không muốn chết vậy dĩ nhiên chỉ có cầu xin tha thứ có chơi có chịu lang hàn từ tốn nói trong tay phải phun trào ra lực lượng mang tính hủy diệt trong nháy mắt liền ma diệt sinh cơ của lãnh tu nhiên lập tức một cỗ lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn hóa thành lực lượng của hắn lại tới lang hàn nhíu mày tu vi có thể nhanh chóng tăng lên đương nhiên là một chuyện tốt nhưng năng lực này quá mức quỷ dị hắn từ đầu đến cuối không biết nguyên do lại để hắn từ đáy lòng dâng lên một cảm giác bất an. Tốt, 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 Đại Vân Thiên Tôn lành lạnh nhìn Lăng Hàn, hắn cảm ứng được, lực lượng của Lăng Hàn có thể nghiền ép hắn, hoàn toàn là bởi vì đối phương vận chuyển Thiên Tôn ký hiệu cao hơn hắn quá nhiều. chương 3215, ngày mai tái đấu. Chuyện này chỉ có thể nói là lực bộc phát, không thể giết người, kết quả còn phải nhìn chiến lực thông thường. Hắn tự tin chỉ cần chống nổi bộc phát kỳ của Lăng Hàn, hắn nhất định có thể trấn áp yêu nghiệt kia. Tiểu tử, có ngươi không có ta hắn từng chữ từng chữ nói lăng hàn tự nhiên không sợ hãi chỉ cười nhạt một tiếng tốt muốn chiến liền chiến đại vân thiên tôn lạnh lùng nhìn lăng hàn chỉ cần ngươi dám ra khỏi thành bản tôn tất lấy tính mạng ngươi thực lực hai người hẳn là rất gần buông tay chiến một trận khả năng trung thiên thành sẽ bị bọn hắn hủy đi mặc dù đại vân thiên tôn là tứ bộ nhưng cũng không dám xông ra họa lớn như vậy dù sao nơi này thiên tôn cao dai nhiều lắm lăng hàn phất phất tay Tùy ngươi, lão gia hỏa này thật muốn không biết tốt xấu, vậy làm thịt là được. Đại vân thiên tôn hừ một tiếng, vung tay rời đi. Ánh mắt của hắn tràn đầy sát khí, cũng không chỉ bởi vì Lăng Hàn ở trước mặt hắn giết con trai bạn cũ, càng là ngấp nghé thiên tôn ký hiệu của Lăng Hàn. Vừa vặn, mượn trận chiến này diệt sát Lăng Hàn, luyện hóa thiên tôn ký hiệu của đối phương ra. Lão gia hỏa này, độc, mặc dù Lăng Hàn không có khả năng hoàn toàn đoán ra tâm lý của Đại Vân Thiên Tôn, nhưng làm sao cũng có thể nhìn ra một chút, hắn cười lạnh, ở chỗ này hảo hảo đi dạo, lấy đi toàn bộ đồ tốt trong nguyên thạch phường. sư phụ, có phải cần phải đi hay không? phù thiên hành hỏi. lăng hàn trừng mắt, đi cái gì? hắn là nhìn tiểu tử này không vừa mắt, mỗi ngày cùng nữ nhi bảo bối của mình mắt đi mày lại, cũng không biết thu liếm, thật sự là tức chết hắn. cha, lăng Hy đi tới, mặt mang lấy nụ cười, nhìn lăng hàn. đó căn bản là ôn nhu uy hiếp, dù thực lực của lăng hàn thông thiên, nhưng ở trước mặt con gái cũng chỉ có phần bại lui căm giận không nói, tiếp tục ở chỗ này chọn lựa nguyên thạch. Không có đánh cược, hắn đương nhiên không có khả năng quá mức rêu rao, chỉ lấy ra những hàng tốt có nguyên thạch, mua đi, tuyệt sẽ không mở đá ở chỗ này, như thế, chẳng khác gì là quảng cáo cho nhà nguyên thạch phường này. Lại nói, âm trầm mới có thể đại phát tài, hắn cũng không thể quá mức rêu rao. Mặc dù hắn đã rất rêu rao, hắn một đường đi, phàm là nguyên thạch bao hàm đại dược, thiên tôn ký hiệu đều chọn ra, kỳ thật dạng nguyên thạch này vô cùng ít ỏi dù ở khu trung cấp cũng như thế, hắn chỉ lấy ra 7 khối nguyên thạch, toàn bộ đều bao hàm đại dược. Về phần thiên tôn ký hiệu, ha ha, nào có nhiều như vậy, hắn thật sự là vận khí quá tốt rồi, mới có thể ở hai khu vực đều mở ra một khối. Lăng Hàn, có dám lại cược một lần không? Đang lúc Lăng Hàn quyết định kết thúc công việc, ngày mai tái chiến, một thanh âm lại đột nhiên vang lên. Dù sao, mặc dù hắn có thể nhìn thấu nguyên thạch, nhưng cái đồ chơi này sinh ra là không thể bị thần hồn của thiên tôn xuyên thấu, đối với hắn tiêu hao kỳ thật cũng rất lớn, liên tục nhìn hơn một vạn khối nguyên thạch, hắn hơi mệt mỏi. Lăng Hàn xoay người lại, chỉ thấy người nói chuyện chính là Ngưu Bất Quần. A, à, còn không có ăn đủ giáo huấn sao? Thua còn chưa đủ thảm sao? Lăng Hàn cười nói, Ngưu Bất Quần không cam lòng, mặc dù hắn thua hai trận, nhưng cái kia đều là vận khí của Lăng Hàn quá tốt, mỗi lần đều đụng phải thiên tôn ký hiệu. Phải biết, có chút nguyên thạch phường mở tất cả tảng đá, kỳ thật cũng không có khả năng ra một thiên tôn ký hiệu, Người ta vận khí quá tốt, không phải tội của hắn. Xem chiến tích của hắn là biết, tỷ lệ ra hàng thấp hơn lăng hàn sao. Cho dù là nguyên thạch đại sư cũng không có mắt nhìn xuyên tường, nhìn không thấu nguyên thạch, lấy trình độ của hắn, tìm ra nhiều nguyên thạch tốt như vậy đã đủ như bức. Lần này, sư huynh của ta đấu với ngươi, hắn nói, hả, lúc này lăng hàn mới nhìn về phía một người đứng bên cạnh như bất quần, kia là người trẻ tuổi nhìn chỉ hơn 20 tuổi, mặt mang mỉm cười, lộ ra cực kỳ bình dị gần gũi, còn lâu mới ngạo mạn như Nhiêu bất quần. Nhưng chỉ cần nhìn thật cẩn thận một chút, có thể nhìn ra hắn kỳ thật càng thêm ngạo mạn hơn Nhiêu bất quần, bởi vì Nhiêu bất quần cũng không thể cùng hắn đứng quá gần, cẩn thận từng ly từng tí lui ra phía sau khoảng ba thước, như hầu hạ một vị trưởng bối. Giá đỡ, rất lớn, Lâm Huynh, tại hạ bào phong vũ, người trẻ tuổi kia chắp tay nói, nha, Lăng Hàn chỉ gật gật đầu, biểu thị biết, cũng không có nói cái gì cửu ngưỡng đại danh. Cái này khiến bào phong vũ có chút không thoải mái, ai thấy hắn không cung kính gọi bào đại sư. Tiểu tử này quả nhiên đủ cuồng, T, thật sự là bào đại sư, đây chính là chân truyền đệ tử của Huyền Lai đại sư, ở đồ thạch tạo nghệ cực kỳ kinh người. Truyền thuyết, hắn mở ra qua một đầu viễn cổ mãnh thú. Thật hay giả, phụ cận còn có rất nhiều người không có tản đi, được nghe danh tiếng của bào phong vũ sắc mặt đều thay đổi, ai cũng nhao nhao bước tới chào hỏi, bào đại sư bào đại sư réo lên không ngừng, để bào phong vũ rốt cục lộ ra nụ cười. Cái bão tố gì này còn có chút địa vị, sư phụ ngươi cũng phải cẩn thận. Phù thiên phù lại gần nói, lang hàn vừa định chừng mắt, nhưng nhìn ánh mắt cảnh cáo của nữ nhi, hắn không thể làm gì khác hơn là nói. Đồ nhi ngoan, vi sư cảm ơn ngươi, hắn nói cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, nữ nhi nuôi nhiều năm như vậy bị người ủi đi, hắn còn phải miễn cưỡng vui cười, để hắn rất muốn đánh người. Lăng Hàn nhìn chằm chằm bào phong vô cùng như bất quần, tâm tình đang không tốt, các ngươi là tự mình đưa tới cửa. Được a, à, hắn thờ ơ nói, quy củ cũ, bên thắng được tất cả. Bào Phong Vũ nói, bất quá, nếu như người thua, tại hạ còn muốn thêm một điều, kia là trả lại cho sư đệ ta 10 cái khấu đầu. Chật chật chật, vẫn rất hung ác, bất quá, cái này cũng thể hiện ra hắn tự tin mạnh mẽ, cho rằng thắng chắc Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ta cũng thêm một điều kiện, nếu ta thắng, ta đánh hai người các ngươi thành chó chết, bảo đảm lưu cho các ngươi một hơi là được. Bào Phong Vũ không khỏi nhíu mày, Hắn cũng không phải như bất quần. như bất quần vừa mới xuất sư, mở qua nguyên thạch không nhiều, còn không có thanh danh quá lớn, nhưng hắn không giống, xuất sư đã lấy ức năm tính, mở qua nguyên thạch vô số kể, mà bảo vật được hắn tự tay mở ra cũng nhiều vô số kể. Chương 3216: Tái đấu bảo phong vũ. Đừng nói thiên tôn cấp thấp, ngay cả tứ bộ, ngũ bộ thiên tôn cũng cùng phụng hắn như quý tân, cực kỳ khách khí, để hắn chậm rãi dưỡng thành tính tình ngạo mạn cực đoan, rất đơn giản, bị sủng đi ra tiểu tử này lại dám nói muốn đánh mình thành chó chết. Tâm hắn thầm giận, vốn chỉ là không lay chuyển được như bất quần, nể tình sư môn, hắn mới có thể tới, nếu như Lăng Hàn chịu thua, chủ động xin lỗi, hắn cũng lười hùng hổ dọa người. Nhưng Lăng Hàn bộ dáng này, ha ha, hắn thật tức giận, chúng ta tiến vào khu cao cấp, hắn nói, tại sao phải tiến vào khu cao cấp, bởi vì bên thắng được hết thảy, hắn còn muốn miễn phí chiếm bảo vật mà Lăng Hàn mở ra, khu cao cấp A, cái kia không cần năng lực đánh giá quá tốt, bằng vận khí cũng có thể gặp được mấy món tốt, cái tiện nghi này hắn tự nhiên phải chiếm. Lăng Hàn khoát tay áo, hôm nay có chút mệt mỏi, ngày mai lại đến, gia hỏa này có phải sợ hay không, chờ sau đó sẽ trốn. Bào Phong vỗ chậm rãi gật đầu, được, hắn đã hạ quyết tâm, chờ sau đó xin mấy người đi nhìn Lăng Hàn, không cho hắn rời chung thiên thành, lấy giao thiệp của hắn những năm này, mời ra mấy vị tứ bộ thiên tôn tuyệt không thành vấn đề. Hắn là nghe nói, ngay cả Đại Vân Thiên Tôn cũng không chặn được Lăng Hàn, tự nhiên không có khả năng để nhị bộ, tam bộ đi nhìn chằm chằm đối phương. Vậy ngày mai tái chiến, lần này Lăng Hàn cũng không phải đang đùa bào phong vũ, mà là hắn quả thật có chút mệt, cần nghỉ ngơi. Đương nhiên, miễn cưỡng mà đi cũng không phải không thể, nhưng tại sao hắn phải làm như vậy? Dù sao Nguyên Thạch lại không biết bay, hai người kia vì đánh cược rũi cổ, treo khẩu vị của bọn hắn cũng không sao. Nơi này không có khách sạn, sau khi đám người Lăng Hàn ra cửa, tùy tiện tìm địa phương, tiến vào không gian tiên khí, tự nhiên có thể hào hảo nghỉ ngơi. Đương nhiên, nếu là ở giã ngoại, bọn hắn còn phải cẩn thận, đừng bị thiên tôn một tay đập tới, vậy không gian tiên khí có thể ngăn cản được sao? Lăng Hàn muốn dùng vệ kim thiết đại thành làm một không gian dung khí, giống như hắc tháp trước kia, như vậy mới vững như thành đồng, thiên tôn cũng phải tốn hao công phu rất lớn mới có thể mở ra. Trước kia rất khó khăn, dù sao số lượng vệ kim thiết quá ít, còn phải dựa vào thôn vệ tiên kim mới có thể đi ra một bước cuối cùng, nhưng theo viễn cổ vị diện được phát hiện, muốn một khối phệ kim thiết tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Trước mặc kệ cái này, Lăng Hàn hảo hảo tính dưỡng, dùng não quá nhiều, xác thực rất mệt mỏi. Một ngày sau, bọn hắn đi ra tiên khách cư, đến Nguyên Thạch Phường ngày hôm qua. Ôi, sao nhiều người như vậy? Mặc dù hôm qua có thật nhiều người vây xem, nhưng cũng vẻn vẹn khoảng trăm người, nhưng hôm nay là chuyện gì xảy ra? Không nói 10 vạn 8 vạn, 3-4 vạn người khẳng định có, dù Nguyên Thạch Phường này rất lớn, cũng có cảm giác sắp nhồi đầy. Đây là bởi vì hai tên nguyên thạch đại sư muốn thi đấu đổ thạch, tự nhiên oanh động. Lang Hàn là nhất chiến thành danh, đánh bại nhiều bất quần, liên tục mở ra hai thiên tôn ký hiệu, cái này tuyệt không phải vận khí. Mà Bào Phong Vũ thanh danh càng hiển hách, chính là khách quý của rất nhiều thiên tôn cao dai, không biết có bao nhiêu người muốn kết giao với hắn. Hiện tại, hai tên nguyên thạch đại sư ước định đổ thạch, hơn nữa còn có đổ ước, tự nhiên mánh lưới càng đầy, để cho người ta kích thích Lăng Hàn gãi gãi đầu, sớm biết không ở nơi này, đây không phải quảng cáo cho Nguyên Thạch Phường này sao? Được rồi, dù sao Nguyên Thạch Phường này cũng không phải chỉ của Đại Vân Thiên Tôn. Lăng Hàn, người thật đúng là dám đến. Bào Phong vỗ lạnh lùng nói, nhẫn nhịn một ngày, hắn thực sự khó chịu tới cực điểm, cũng lười đi ngụy trang bộ dáng bình dị gần gũi kia. Lăng Hàn kinh ngạc, vì cái gì ta không dám tới? Ta đường đường là Thiên Tôn, người bất quá là tầng chín nho nhỏ, chẳng lẽ ta sẽ còn sợ ngươi sao? Ngươi bất kính với thiên tôn, cẩn thận ta lột da của ngươi. Bào phong vũ không khỏi biến sắc, thế đạo hiện tại tạo ra tính tình của nguyên thạch đại sư, nhưng ai cũng biết, nguyên thạch cuối cùng cũng có một ngày sẽ đào xong, đến lúc đó cái gọi là nguyên thạch đại sư chính là cạn bã. Trước đó ở trước mặt thiên tôn diếu võ dương oai, để người ta cười bồi nói chuyện, thật sự cho rằng thiên tôn không có tính tình sao. Thiên tôn, trời cũng phải tôn, há lại cho bất kính đến lúc đó khẳng định sẽ có đại lượng nguyên thạch đại sư bị thu về tính sổ chết không có chỗ chôn cũng không có biện pháp bị thiên tôn bưng lấy nội tâm có thể không bành trướng sao như hắn thiên phú võ đạo bình thường miễn cưỡng mới vọt lên tiên vương đời này vốn nên dừng bước ở tầng một thật không nghĩ đến hắn ở đổ thạch vô cùng có thiên phú để hắn tỏa sáng quang minh không phải sao đại lượng bảo vật đập xuống hắn ngạnh xanh đẩy tới tầng 9. đương nhiên thiên tôn là không thể nào được cưỡng ép đẩy lên đây thật là điểm cuối cùng của hắn. Nhưng từ tầng 1 đến tầng 9, đây đã là bay vọt kinh người, hết thảy đều đến từ năng lực đổ thạch của hắn, người để hắn có thể không lâng lâng, bản thân cảm giác càng ngày càng tốt, giá đỡ càng ngày càng lớn sao. Bây giờ bị một câu của Lăng Hàn tựa hồ đánh tàn ảo mộng của hắn, thấy rõ mình bất quá là một tầng 9, người ta là thiên tôn A. Sắc mặt hắn khó coi, nhưng lại quyết tâm, thiên tôn thì thế nào? Hắn không thành được thiên tôn, lại có thể để thiên tôn cúi đầu, thậm chí quỳ xuống dập đầu. Bớt nói nhiều lời, tới thử đi." Hắn nhìn Lăng Hàn quát, Lăng Hàn nhìn chằm chằm người này, hiện tại Nguyên Thạch Đại sư thật đúng là bị sủng tới trời. "Tốt, hôm nay hắn liền giết nhuệ khí của những người này." Bọn hắn tiến vào khu cao cấp của Nguyên Thạch Phường, Đại Vân Thiên Tôn đã tỏa trấn ở đây, thần sắc hắn bất thiện, giống như người bị táo bón. "Mỗi người hạn lấy ba khối, như thế nào?" Bào Phong vỗ nói với Lăng Hàn, "Được." Lăng Hàn gật đầu. Nguyên thạch ở khu cao cấp này thật đúng là quý, thấp nhất cũng phải dùng thiên tôn tinh huyết tới mua, tổng cộng 100 khối, nhỏ chỉ lớn cỡ nắm tay, lớn thì cao hơn một trường. Nhưng tương đồng ở chỗ, mỗi một khối nguyên thạch đều là hoa văn dày đặc, có một loại vận luật đặc biệt, phảng phất như kia là thiên tôn ký hiệu. Đương nhiên, đây chỉ là một loại biểu hiện giả dối, khu cao cấp mở ra phế thạch cũng không phải không có, chỉ là tương đối ít hơn nhiều, hơn nữa tỷ lệ ra hàng tốt cũng sẽ cao hơn nhiều. Hạn trong một ngày Bào Phong Vũ lại nói, chương 3217, ba khối nguyên thạch một. Được, Lăng Hàn thuận miệng đáp ứng, hắn thật đúng là không quan tâm. Hai người đều không nói thêm gì nữa, bắt đầu lựa chọn nguyên thạch. Thật không nghĩ tới, Lăng Hàn thật đúng là lợi hại, lại cùng Bào Đại Sư so đấu. Cái gì Bào Đại Sư? Lăng Hàn không có nói sai, chỉ là tầng 9, bất quá biết nhìn mấy tảng đá, cũng dám cưỡi đến trên đầu thiên tôn. Không sai, đây đều là bị nuông chiều ra, Lăng Hàn thật đúng là không hổ yêu nghiệt, để cho người ta bội phục. Hừ, cũng nên giết uy phong của những cái gọi là Nguyên Thạch Đại Sư kia, để bọn hắn nhận rõ thân phận cùng địa vị của mình. Bất quá có một sự tình các ngươi có chú ý tới không? Trước đó Nguyên Thạch Đại Sư đều là Tiên Vương, không có một cái nào là Thiên Tôn. A, à, bị ngươi nói như thế, thật đúng là có chuyện như vậy. Giống như có một loại lực lượng đặc biệt, hạn chế Thiên Tôn trở thành Nguyên Thạch Đại Sư. Cho tới bây giờ, Tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Hàn, đây thật là quái vật, khai sáng một khơi dòng, ngay cả Thiên Tôn cũng có thể trở thành nguyên thạch đại sư. Cái này phảng phất như là một nguyên rủa, Thiên Tôn là không hề cảm ứng được Thiên Tôn thạch. Hẳn là lực lượng thiên địa nhúng tay a, à, cũng có thể là lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới cùng Thiên Tôn thạch không hợp nhau. Tất cả mọi người nói, làm ra phỏng đoán, cũng không biết ai đoán đúng, cũng có thể là ai cũng đoán sai. Không nói bọn hắn, Lăng Hàn chậm rãi đi tới, vươn tay đặt ở trên nguyên thạch lấy độ thuần thục của hắn hiện tại, thực sự chỉ cần đưa tay chạm thử, đồ vật trong nội bộ nguyên thạch liền có thể hiện lên ở thức hải. Lang Hàn không khỏi gật đầu. Khu cao cấp ra hàng tỷ lệ thật đúng là cao, nhưng mà khả năng ra cực phẩm lại không nhất định cao hơn khu trung cấp, thậm chí khu cấp thấp, chỉ ít hắn cho đến bây giờ còn không có đụng phải một thiên tôn ký hiệu. Nơi này nguyên thạch ít, nên phải ra tay nhanh. Cầm xuống nguyên thạch mà mình cho rằng là cực phẩm, nhưng bởi vì cực chỉ ba khối bởi vậy số lượng nguyên thạch cầm ở trong tay không thể vượt qua ba khối. Vượt qua ba khối, nhất định phải trả một khối về, bằng không thì ngươi một hơi lấy đi toàn bộ nguyên thạch, để người khác làm sao bây giờ. Sờ soạn khoảng 20 khối, Lăng Hàn rốt cục lấy ra khối thứ nhất, trong này có một gốc đại dược, lục sắc, năm cực lâu. Lại tuyển mười mấy khối, Lăng Hàn lấy ra khối thứ hai, đây cũng là một gốc đại dược, nhưng mà màu xanh. Đi khắp 100 tảng đá, Lăng Hàn sờ một khối nguyên thạch, mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong khối nguyên thạch này có hàng, chỉ là một con run, thật, khối nguyên thạch này bất quá cỡ nắm tay, toàn thân hiện lên màu hồng, hiện đầy đường vân tinh mịn, tràn đầy cảm giác vận luật. Đây coi như là viễn cổ mãnh thú sao? Lăng Hàn sờ sờ cầm, về sau có thể thu ra một con run thiên tôn hay không? Nghĩ nghĩ, hắn vẫn cầm khối nguyên thạch này, nguyên thạch có thể mở ra viễn cổ hung thú cực kỳ hiếm thấy, coi như không vì lần đánh cược này, hắn cũng có hưng thú lấy ra chơi đùa dù sao hắn đã đem nơi này nguyên thạch đều nhìn một lần khẳng định có thể thắng một ngày sau đó hai người chọn tốt ba khối nguyên thạch ta tự mình mở bao phong vũ nói hắn thích mình từ tay giải thạch mở ra trí bảo đám người bốn phía gieo hò làm cho hắn cực kỳ hưng phấn lang hàn ngược lại không quan trọng nhìn giải thạch công bên người nói ngươi giúp ta mở vâng đại nhân giải thạch công kia vội vàng gật đầu hắn chỉ bất quá tương đương với thăng nguyên cảnh ở trước mặt thiên tôn nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé trước giải khối này lam hàn chỉ vào khối nguyên thạch bao hàm đại dược màu lam kia giải thạch công mở đá bào phong vũ cũng tự mình động tay mặc dù nguyên thạch không kiên cố lắm nhưng đối với thăng nguyên cảnh mà nói cũng là một việc khổ cực bởi vậy động tác của giải thạch công rất chậm động tác của bào phong vũ lại nhanh từng tầng từng tầng đá bong ra từng mảng rất nhanh liền có một vệt màu lam xuất hiện là tiên kim sao có người hỏi nếu như là tiên kim vậy thì không đáng giá, không phải tiên kim là đại dược, có người ánh mắt lập tức ngưng tụ, bao phong vỗ lộ ra vẻ ngạo nhiên, cắt mấy đao nữa, quả nhiên có thể mơ hồ nhìn thấy một gốc cây, thật đúng là đại dược, không thể không nói, hắn xác thực rất có một bộ, xứng đáng xưng hào đại sư, dù sao cũng là sư huynh của ngưu bất quần, thủ tịch đại đệ tử của huyền lai đại sư, tất cả mọi người cảm khái, người ta ngạo xác thực có vốn liếng ngạo, chỉ ít ở trước khi nguyên thạch của vị diện này còn chưa đào hết. Hắn có thể được Thiên Tôn Phụng làm thượng khách. Rất nhanh, gốc đại dược này được giải ra, toàn thân hiện lên màu lam. Mặc dù chỉ là màu lam, nhưng y nguyên khả quan. Tất cả mọi người gật đầu, có ít người càng muốn ra giá cầu mua, lại bị người khuyên, bởi vì đây là đổ thạch, trước khi không có kết thúc, ai biết gốc đại dược này đến tột cùng về tay ai. Giải thạch công thì chậm hơn nhiều, một hồi lâu sau, hắn mới lột ra tầng ngoài cùng thạch bì. A, à, cái này cũng ra hàng, có người kêu lên, rất bình thường đây là khu cao cấp tỷ lệ ra hàng rất cao nhưng phần lớn vẫn là tiên kim bên cạnh có người lắc đầu cũng phải người kia liền không kỳ quái quyết định nhìn xem tất cả mọi người nhìn chăm chú dù là bào phong vũ một mặt ngạo nghế xem thường nhưng cũng dừng động tác trong tay chú ý tới mà nghiêu bất quần càng vươn cổ hắn thật sự là thua không nổi màu xanh là tiên kim màu xanh sao hay là đại dược màu xanh tất cả mọi người có thể khẳng định cái này tuyệt không phải thiên tôn ký hiệu nhưng cụ thể là tiên kim hay đại dược, hoặc viễn cổ mãnh thú, hiện tại y nguyên nhìn không ra. Giải thạch công cẩn thận từng ly từng tí, thạch bì tầng tầng bong ra từng màng, hiện ra nhiều thứ hơn. Là đại dược, đại dược màu xanh, trời, tất cả mọi người kinh hô, cái này cũng đủ xảo a. À, bào phong vũ mở ra một gốc đại dược, lăng hàn cũng như thế, hơn nữa không cần so sánh, màu xanh tốt hơn màu lam, ai cũng tin tưởng, minh bạch. Lần thứ nhất so đấu, lăng hàn thắng. Sắc mặt của Bào Phong Vũ có chút khó coi, nhưng không có quá mức để ý, trình tự giải thạch hắn là cố ý tuyển định, tiếp xuống hai khối mở ra đồ vật. Sẽ tốt hơn, hắn không kêu một tiếng, tiếp tục giải thạch, chương 3218, ba khối nguyên thạch hai. Rất nhanh, tảng đá bị giải, lại hiện ra một vòng nhan sắc không giống bình thường. Màu xanh đại dược, đám người kinh hô, Bào Phong Vũ dương dương đắc ý, cho là hắn tuyển không ra bảo vật như vậy sao? Lăng Hàn chỉ mỉm cười. Theo giải thạch công chậm rãi từ từ, cẩn thận từng ly từng tí giải thạch, cái này cũng hiện ra một vòng nhan sắc không giống bình thường. Lục sắc, a, à, không thể nào. Tất cả mọi người xứng sờ, vừa rồi Bào Phong Vũ mở ra đại dược màu lam, Lăng Hàn lập tức lấy đại dược màu xanh, đè một đầu, hiện tại Bào Phong Vũ mở ra đại dược màu xanh, Lăng Hàn lại có khả năng mở ra lục sắc, vẫn đè ép một đầu. Hai lần đều là trùng hợp như vậy, không không không, trên đời này ở đâu ra nhiều trùng hợp như vậy? Nhưng nếu như là Lăng Hàn cố ý sắp xếp, vậy thì càng thêm đáng sợ. Ý vị này Lăng Hàn không những đối với mình lấy ra nguyên thạch rõ như lòng bàn tay, ngay cả của đối thủ cũng thanh thanh sở sở. Nhưng cái này có thể sao? Đây chính là nguyên thạch, ngay cả thất bộ thiên tôn cũng không có khả năng nhìn thấu. Tất cả mọi người nhìn chăm chú, hận không thể một cước đá bay giải thạch công kia, người cái tốc độ này cũng quá chậm. Ta đến, một thiên tôn nhịn không được, xông về phía trước đẩy giải thạch công qua một bên, trực tiếp lấy tay cắt chém lực lượng thiên tôn đương nhiên sắc bén hơn tiên kim hơn nữa đây là tay thiên tôn tự nhiên càng thêm khống chế tùy tâm rất nhanh một gốc đại dược lục sắc xuất hiện thật đúng mọi người không ai không sắc mặt cổ quái cố ý đây tuyệt đối là cố ý ồ thiên tôn mở đá kia lộ ra vẻ kinh ngạc đây không phải đại dược tăng lên tu vi a à, đám người lần nữa kinh hô vậy lại là cái gì bào phong vô cùng như bất quần thì nhẹ nhàng thở ra bọn hắn muốn lật bàn rồi đây là thánh dược chữa thương càng thêm hiếm thấy tên thiên tôn kia nói cái gì lập tức có thật nhiều người đỏ mắt thiên tôn mặc dù danh xưng trời cũng phải tôn nhưng trên thực tế lại không dung ở trong thiên địa bởi vậy thiên tôn bị thương cần tự mình đi trị liệu bất kỳ dược vật gì cũng không có tác dụng bởi vì thiên tôn vượt qua quy tắc làm sao dược vật trong quy tắc có thể có hiệu lực nhưng trong vị diện thất lạc này tiên dược ở không biết bao nhiêu năm trước đã chết héo lại bị tảng đá kỳ dị phong ấn hấp thu lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới vô số năm, để nó có thể tăng lên tu vi của võ giả. Mà đại dược càng hiếm thấy thì có thể chữa trị thương thế của thiên tôn. Không sai, thiên tôn có thể tự hành khôi phục, nhưng ở trong chiến đấu, lấy đâu ra thời gian cho ngươi khôi phục. Bởi vậy, dạng đại dược này liền giá trị kinh người, thắng qua đại dược lục sắc khác. Tên thiên tôn kia không bỏ giao gốc đại dược này cho Lăng Hàn, nhịn không được nói. Lăng Huynh, có thể bỏ những thứ yêu thích cho tại hạ một chiếc lá hay không? lăng hàn cười cười chờ một hồi hãy nói tên thiên tôn kia gật gật đầu tranh tài vẫn chưa kết thúc hắn quá nóng vội sư huynh làm sao bây giờ như bất quần nhìn về phía bào phong vũ trên chắn chảy ra mồ hôi lạnh sắc mặt của bào phong vũ tái xanh nói gấp cái gì còn có một khối cuối cùng hắn cũng không tin khối nguyên thạch thứ ba của lăng hàn cũng có thể áp chế mình nhất định sẽ chuyển bại thành thắng hắn động thủ mở ra một khối nguyên thạch cuối cùng bào phong vũ tràn đầy lòng tin khối nguyên thạch thứ ba nhất định sẽ mở ra hy thế kỳ chân, nhãn lực của hắn tuyệt sẽ không sai. Nhưng mà, đá vụn bay tán loạn, tảng đá không ngừng thu nhỏ, nhưng thủy chung không có một chút xíu đổ vật hiện ra. Cuối cùng, cái này đã chứng minh là một khối phế thạch. Bào phong vũ há miệng, biểu lộ cực kỳ phức tạp, cũng cực kỳ buồn cười. Bào phong vỗ nguyên bản trông cậy vào khối nguyên thạch cuối cùng gỡ vốn. Nhưng sự thật lại đánh hắn một bạt tai, thế mà mở ra một khối phế thạch. Nguyên bản cái này rất bình thường, nguyên thạch đại sư cũng không phải khối khối đều có thể tinh chuẩn chúng đích nhưng mà một lòng muốn chuyển bại thành thắng lại một chút hy vọng cũng nhìn không thấy để hắn làm sao có thể không thất hồn lạc phách tên thiên tôn kia tiếp tục giải thạch kỳ thật tự tay mở ra chân bảo hiếm thấy đây là một loại cảm giác thành tựu rất mãnh liệt ngay cả thiên tôn cũng kích động hắn đã mở một khối cũng không để ý lại mở một khối ồ hắn rất nhanh liền kêu ra tiếng kinh ngạc bởi vì hắn đã thấy bên trong có một chút hình thức ban đầu thế nào người xung quanh đều hỏi cổ quái hắn lẩm bẩm tất cả mọi người ngứa ngáy trong lòng rốt cuộc là thứ gì cổ quái người ngược lại là nói chuyện a à. tên thiên tôn kia tiếp tục giải thạch lực lượng của hắn cường đại cỡ nào đưa tay nhấn xuống thạch bì đều hóa thành bột phấn rơi xuống rất nhanh liền hiện ra đồ vật bên trong cái này tất cả mọi người lộ ra biểu tình cổ quái khó trách tên thiên tôn kia sẽ cảm thấy kỳ quái bọn hắn cũng như thế trong này lại là một con run toàn thân phấn hồng cùng chủng loại phổ thông không hề khác nhau. Trong nguyên thạch thế mà bao vây một con run, cái này cũng có thể xem như viễn cổ mãnh thú sao. Tất cả mọi người khóe miệng có chút run rẩy, vật như vậy cũng bị lang hàn mở ra, làm cho người ta không nói được lời nào. Lang hàn trước mặc kệ những thứ này, trực tiếp thu hồi hai gốc đại dược mà bào phong vũ mở ra, mặc kệ khối nguyên thạch thứ ba mở ra cái gì, hắn cũng đã thắng. Bành bành bành, hắn ra tay đánh nhau, đánh đập bào phong vũ cùng như bất quần một trận hắn xưa nay không tiếp nhận uy hiếp, ai khiêu khích hắn, hắn liền đánh người đó, ai muốn giết hắn, hắn liền giết ai. Đánh xong, Lăng Hàn nhìn thoáng qua Đại Vân Thiên Tôn, lão nhân này nếu ra tay với hắn, hắn tất sẽ không hạ thủ lưu tình. Trong lòng Đại Vân Thiên Tôn không khỏi sướng sờ, nhưng hắn lập tức nhìn về phía Lăng Hàn, chẳng lẽ hắn sẽ sợ đối phương sao? Hy vọng các người kiên trì, không muốn từ bỏ, không nên nản trí, tiếp tục cùng ta đổ thạch. Lăng Hàn nhìn về phía bảo phong vũ cùng như bất quần nói hai vị này không tệ a à, dùng tiền tặng lễ cho hắn, đáng giá khen ngợi. Bào Phong vô cùng nghiêu bất quần phiền muộn, nghe ý tứ này của Lăng Hàn, không phải coi bọn hắn trở thành đồng tử đưa tài sao. Bọn hắn đều giận dữ, hận không thể ăn sống nuốt tươi Lăng Hàn. chương 3219, Thái độ phách lối. Lăng Hàn, người không nên đắc ý, chúng ta sẽ mời sư tôn đến, nhất định sẽ đánh bại ngươi. Bào Phong vỗ kêu lên, ta rất chờ mong a. À. Lăng Hàn cười nói, lại có người tặng lễ cho hắn, hắn đương nhiên hoan nghênh. Hừ, Ngưu Bất Quần cùng Bào Phong Vũ giận dữ rời đi, bọn hắn nhất định sẽ mời sư tôn của bọn hắn đến, thắng được Lăng Hàn. Lăng huynh, Lăng Hàn huynh đệ, hai người này vừa đi, lập tức có thật nhiều người xông tới, bọn hắn đều đỏ mắt đại dược trong tay Lăng Hàn, nếu không phải nơi này là Trung Thiên Thành, Thiên Tôn khai chiến lực phá hoại quá lớn, sẽ chọc ra các đại nhân vật trấn áp, bảo đảm hiện tại bọn hắn đã động thủ. Bọn hắn đều muốn mua sắm đại dược trong tay Lăng Hàn, nhất là gốc chữa thương kia, cái này có khả năng cứu bọn hắn một mạng. Lăng Hàn ném ra ngoài một câu, muốn mua có thể, cầm thiên tôn ký hiệu đến đổi, hắn không thiếu tiên kim. Lại nói, người xem khu cao cấp một chút, nào có dùng tiên kim đến mua nguyên thạch. Ngay cả nguyên thạch cũng không phải tiên kim có thể mua, huống chi là tuyệt thế đại dược. Hắn tiếp tục ở chỗ này mua sắm, mua sạch tất cả nguyên thạch có giá trị, cái này khiến hắn bỏ ra bốn cây tuyệt thế đại dược làm đại giá, nhưng thu hoạch lại cực kỳ xa xỉ, chỉ là thiên tôn ký hiệu không thấy một cái, để lang Hàn khó tránh khỏi thất vọng. Bất quá, ở trong một nguyên thạch phường lấy được hai thiên tôn ký hiệu, cái này đã đủ kinh người. Lăng Hàn mang theo nguyên thạch rời đi, hắn cũng không vội mở ra đại dược, kỳ thật nguyên thạch mới là chất môi giới bảo tồn tốt nhất, một khi mở ra, tinh hoa dược lực khó tránh khỏi sẽ bắt đầu sói mòn. Hắn cẩn thận nghiên cứu con run kia, để hắn thất vọng là, con run này đã sớm không có sinh mệnh khí tức, nhưng cẩn thận nghiên cứu, hắn phát hiện cái này kỳ thật không phải con run chân chính, mà là một gốc đại dược. Đây cũng là một gốc tiên dược, ngay ở giai đoạn hóa hình, nhưng không có hoàn thành liền tao ngộ đại kiếp, bị phong ấn ở trong nguyên thạch, cho nên, mặc dù cũng hấp thụ đại lượng lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, nhưng bây giờ đã không phải đại dược, cũng không phải mãnh thú, cực kỳ cổ quái. Lăng Hàn thu con run, mặc dù bây giờ không biết có làm được cái gì, nhưng nói không chừng về sau có thể ra công dụng. Hắn vẫn mở ra vài cọng đại dược, chủng loại có thể tăng lên tu vi kia, phân biệt cho nữ hoàng, hổ nữ, lang hy, về phần phù thiên hành thì vẫn còn đang mài căn cơ, không có bước vào thiên tôn vị, hiện tại ăn chính là lãng phí. Tu vi ai sẽ ngại cao đây, đợi tiêu hóa những đại dược này xong, lang hàn quyết định xuất động lần nữa. Hắn cố ý ra trung thiên thành, nếu có ai đánh chủ ý với hắn, hắn liền một lần giải quyết sạch sẽ. Hắn có năng lực hóa sinh mệnh tinh khí của thiên tôn thành tu vi bản thân, mặc dù hắn không phải rất muốn dùng năng lực này, nhưng nếu ai lao tới đầu thương, hắn sẽ không lãng phí. Hắn đi ra ngoài thành, không che giấu hành tung chút nào, một bộ các ngươi mau tới ăn cướp ta đi. Đáng tiếc, hắn thất vọng, ngay cả Đại Vân Thiên Tôn cũng không xuất hiện, để hắn chờ mong không một trận. Hắn trở lại Trung Thiên Thành, tiếp tục đi càn quét nguyên thạch chân quý. Lăng Hàn, hắn vừa mới vào thành, liền gặp một người kêu hắn. Lăng Hàn nhìn sang, đây chỉ là một tên tiên vương tầng 9. Hắn không khỏi lộ ra vẻ không vui. Cái thế đạo này là thế nào a, à? Tiên Vương tầng 9 cũng không biết tôn kính Thiên Tôn. "Thiếu chủ nhà ta muốn gặp ngươi." Tên Tiên Vương này nói. "Không gặp." Lăng Hàn trực tiếp cự tuyệt. "Lăng Hàn, không nên cho thể diện mà không cần, thiếu chủ nhà ta nhạc thừa vọng chính là con trai độc nhất của Lục Bộ Thiên Tôn." Tên Tiên Vương này nói, hiển nhiên là đang uy hiếp Lăng Hàn. Lăng Hàn kinh ngạc, gia hỏa này còn dám uy hiếp mình. Hắn lắc đầu, "Muốn gặp ta liền tự mình tới, không có chân sao?" Lăng Hàn không nên cho thể diện mà không cần Tiên vương kia lớn tiếng nói Trên mặt mang cười lạnh Ba, lang hàn cách không rút tới Lập tức đánh bay tên tiên vương kia Hắn thản nhiên nói Lại muốn rông dài, lấy mạng chó của ngươi Tiên vương kia một tay bụng mặt Cuối cùng không dám nói nữa Vội vàng quay đầu liền đi Lang hàn không có để ở trong lòng Nước tới đất ngăn, hắn sợ ai chứ Cùng bọn người nữ hoàng tụ hợp Bọn hắn lại đi một nhà nguyên thạch phường mới Không lớn nhưng ra hàng tốt hay không cũng không phải lấy nguyên thạch phường lớn nhỏ đến định lăng hàn ở trong này thu được hai gốc đại dược để hắn hết sức hài lòng hắn lặng yên mua đi mấy khối nguyên thạch cũng không có ai biết hắn thu hoạch lớn đến cỡ nào rất nhanh hắn đi một tiểu điếm nửa ngày sau rời đi trên mặt mang nụ cười đáng tiếc mặc dù hắn đạt được mấy gốc đại dược nhưng thiên tôn ký hiệu lại một cái cũng không có để hắn có chút thất vọng liên tục đi dạo ba tiểu điếm lăng hàn quyết định đi nguyên thạch phường lớn một chút nhìn xem Lần này nữ hoàng cùng hổ nữ đều không muốn đi lãng phí thời gian, cả ngày chính là nhìn tảng đá, vậy quá không có ý nghĩa. Thế là, Lăng Hàn liền cùng Lăng Hy, phù thiên hành tiến vào nguyên thạch phường. Lăng Hàn bắt đầu âm thầm phát tài, nhưng lần đầu tiên vận khí của hắn thật sự là quá tốt, bây giờ lại làm sao cũng tìm không ra cái thiên tôn ký hiệu thứ ba. Nhiều nhất vẫn là đại dược, cái này rất dễ lý giải, trong một vị diện tự nhiên không thiếu tiên dược, chỉ cần thời gian đủ dài, điều kiện cho phép, đều có thể biến thành tuyệt thế đại dược cũng tốt cái này có thể tăng lên tu vi đồng dạng có lợi thật lớn lang hàn mỗi tăng lên một bước cần năng lượng quá kinh khủng bởi vậy hắn chẳng những cần số lượng thiên tôn ký hiệu cực nhiều tuyệt thế đại dược đương nhiên cũng càng nhiều càng tốt thôi động cảnh giới của hắn đi lên bất quá hắn cũng không có cách nào hết sức chăm chú bởi vì hắn trải qua ba trận đổ thạch đã cực kỳ nổi danh lang đại sư có thể hỗ trợ nhìn xem khối nguyên thạch này hay không lang huynh chờ sau đó cùng đi uống một chén thế nào luôn có người cùng hắn đáp lời, có chút còn rất khách khí, lấy giao hữu làm danh, nhưng có chút liền cực kỳ trực tiếp, nhờ hắn hỗ trợ nhìn nguyên thạch. Phàm là khách khí, Lăng Hàn liền khách khí cự tuyệt, hắn không có rảnh rỗi như vậy, đối với những người cảm giác bản thân quá tốt, thì Lăng Hàn căn bản không thèm để ý.